ra sân với một cái năng lượng rất là quyết liệt. Anh ta luôn luôn kèm cặp, thậm chí là có thể có khả năng trash talk ngay cả đối với các ngoại binh. Là một mẫu cầu thủ không sợ ai ở trên sân. Anh ta đem đến nguồn năng lượng rất tốt cho City Wing. Còn ở bên phía còn lại thì Sài Gòn Heat có sự phục vụ của Nguyễn Hình Phú Vinh, luôn là top 5 cầu thủ trong những mùa giải VBA những năm gần đây. Anh ta là cầu thủ hiếm hoi của Việt Nam có chiều cao trên 2m và anh ta có thể cạnh tranh khả năng về rebound cũng như là bảo vệ vòng trong đối với các cầu thủ ngoại binh. Thì cặp cầu thủ nội binh này cũng là một cầu thủ, một cái cặp đáng chú ý trong trận đấu ngày hôm nay. Có một điều rất thú vị đó là ở giai đoạn 2 thì Hồ Chí Minh City Wings đã đánh bại Nha Trang Dolphin. Nhưng mới đây thì Nha Trang Dolphin lại gieo sầu cho Sài Gòn Heat. Theo anh thì chúng ta có thể dùng tính chất bắt cầu này ở trận đấu này không? Thể thao thì không có tính chất bắt cầu. Bởi vì mỗi trận đấu thì các huấn luyện viên họ sẽ tìm những cái chiến lược phù hợp để mà thi đấu với đối thủ. Nên sẽ không phải giống như chúng ta làm toán hay gì là sẽ có tính chất bắt cầu. Bởi vì quả bóng và quả bóng tròn, tất cả mọi chuyện nó diễn ra đều rất là khó để mà biết trước được. Thì tôi nghĩ là chiến thắng hôm nay hoàn toàn có thể thuộc về City Wings cũng như có thể thuộc về Sài Gòn Heat. Rất là khó dự đoán trận đấu ngày hôm nay. Vậy thì Hồ Chí Minh City Wings họ sẽ phải làm gì để mở rộng cánh cửa bước vào vòng playoff? Thì họ cần triển khai lối chơi tấn công nhanh và tận dụng sự cơ động của Big Three của họ là JFK Sáknhút, Vincent cũng như là Jeremy Smith. Và sự tiến bộ của các nội binh trong những trận đấu vừa qua cũng là một điểm quan trọng mà họ cần làm. Và họ cần nỗ lực tối đa trong việc bắt sao và rebound với những cầu thủ cao to như là Phú Vinh cũng như Kendrick Buckley của Sài Gòn Heat. Và họ cần lên phương án hạn chế khả năng tấn công đa dạng của Kendrick Buckley, vốn là một matchup thực sự là rất là khó kèm. Về phía Sài Gòn Heat ngày hôm nay, anh có nghĩ là họ sẽ giữ sức để cho những trận đấu tiếp theo hay không? Về Sài Gòn Heat, bữa nay thì có một cái thông tin trước trận đấu là Kim Bảng có khả năng là bị chấn thương nhẹ. Tuy nhiên anh ta vẫn khởi động thi đấu, tuy nhiên không biết là anh ta có thật sự là phục hồi 100% để đóng góp cho trận đấu ngày hôm nay của Sài Gòn Heat hay không. Thì đó cũng là một cái sự mất mát, bởi vì Kim Bảng vẫn là luôn một cầu thủ có khả năng ném tốt nhất của Sài Gòn Heat. Và Sài Gòn Heat họ cần triển khai lối chơi tấn công nhanh và ném xa như thường lệ. Họ cần chiến thắng trong các pha rebound để tạo cơ hội tấn công nhanh cũng như ghi điểm second chance. Và họ cần tăng cường áp lực phòng thủ lên Vincent Nguyễn để hạn chế cái nhịp độ thi đấu của City Wings. Chúng ta sắp bước vào trận đấu rồi, anh có thể đưa ra một dự đoán trước khi quay trở lại với tôi nghĩ là giữa hiệp không? Dự đoán sau hai hiệp đầu sẽ rất là ngang bằng và hai đội sẽ chênh lệch từ 1-2 điểm mà thôi. Vậy là sẽ không có sự chênh lệch nhiều về điểm số đúng không ạ? Đúng rồi, thì rất là trận đấu này rất là cân bằng và sẽ quyết liệt từ đầu đến cuối theo dự đoán của tôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sân đấu của Hồ Xuân Hương ngày hôm nay đang rất là nóng rồi với sự cổ vũ nhiệt tình từ cổ động viên của phía hai đội. Chúng ta hãy cùng chờ xem ai sẽ là người có niềm vui chiến thắng và ai sẽ vượt lên sau hai hiệp thi đấu đầu tiên. Vâng, bây giờ chúng tôi xin được mời đội hình ra sân của đội hình Sài Gòn Heat. Number 0 Hassan Nishan Thomas, number 1 Lê Quang, number 3 Hoàng Tú, number 5 Đinh Quang Dương, number 7 Dương Minh An, number 11 Võ Kim Bảng, number 12 Nguyễn Hình Phú Vinh, number 18 Nguyễn Phát Hồng Phúc, number 24 Kendrick Buckley, number 30 Tim Allen Van Well, number 34 Võ Duy Linh, number 47 Huỳnh Trúc Nhân, huấn luyện viên Matthew Douglas Van Pelt, trợ lý huấn luyện viên David Sean Grace. Và ngay bây giờ, xin mời tất cả các bạn hãy dành một tràng vỗ tay thiệt lớn để cùng chào đón đội hình ra sân của Hồ Chí Minh City Wings. We the number one, Vincent about the things they're gonna say when they see me, and when they see me they just hey, yo, me. I'm sick of the media, you going over this and make it look easy for me to say I do this every day of the week. I'm eager to be the one they talk about when all said and done with it. I'm a feature that they want, but then they don't when I come with it. I'm a C, still a C, fill up. One time, number one, Vincent Nguyen. Number three, Bodang Munfung. Number 10, Given Sang-yong. And the number 12, Chun Tai-nam. Number 13, Nguyễn Thanh
in a number 15, Legend Nam Quân. Number 16, Nguyễn Thanh Tô. In the number 18, Jeremy Speed. Number 21, Bùi An Khoa. Number 33, Cao Đắc Luân. Number 46, Phạm Hình Tài. And the last, number 98, Trần Văn Chu. Huấn luyện viên trưởng ông Gary Scott Austin, ông Huỳnh Phước Vân. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tổ trọng tài Mr. Aaron Canas, ông Lê Quốc Tuấn, ông Harry Santos and Commissioner Salvador Contes Jr. Xin mời quý vị hãy cùng đứng dậy chỉnh trang y phục chuẩn bị làm lễ cho cờ. Quốc ca. Xin được trân trọng, cảm ơn. Hai đội bắt tay nhau, two team please shake hands. Quý vị thân mến, quý vị đang theo dõi trực tiếp những diễn biến tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương để đón xem trận đấu giữa hai đội bóng Hồ Chí Minh City Wings và Saigon Heat, trận đấu derby giữa hai đội bóng trên thành phố mang tên Bác. Đây là đội hình xuất phát của đội chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings gồm có số 1 Vincent Nguyễn, số 10 Diệp Sắc Nhục, số 18 Jeremy Smith, số 21 Bùi Anh Khoa và số 98 Trần Văn Trung. Hồ Chí Minh City Wings đang trải qua chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà và đang cách tốc 4 khoảng 2 game thắng. Trong khi đó, Saigon Heat vừa mới để thua Nha Trang Dolphins ở trận đấu gần nhất. Và sau đây sẽ là đường xuất phát của họ. Cùng có số 0 Hassan Thomas, số 7 Dương Minh An, số 12 Nguyễn Hùng Phú Vinh, số 24 Kentrell Barkley và số 30 Tim Will. Như vậy là ngày hôm nay Tim Will vẫn sẽ có mặt trong đường xuất phát của Saigon Heat trong một trận đấu mà Võ Kim Bảng, theo những thông tin trước khi trận đấu bắt đầu, thì đang gặp phải chấn thương. Nhưng Kim Bản cũng đã khởi động và cũng được đăng ký trong danh sách của Saigon Heat. Một trận đấu mà nếu như Saigon Heat giành chiến thắng thì họ sẽ trở thành cái tên thứ hai sau Hà Nội Buffalo chính thức giành vé tham dự vòng playoff. Tuy nhiên, với quyết tâm cạnh tranh cho một vị trí trong top 4 thì Hồ Chí Minh City Wings cũng sẽ không để cho người hàng xóm của mình có thể dễ dàng đạt được mục tiêu này. Lần gần nhất các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đánh bại được Saigon Heat đó đã là VBA 2019. Đó là thời điểm mà huấn luyện viên Eric Lawson còn chưa nắm quyền tại Anh Hai Đại Bàng. Và đây có lẽ là thời điểm quan trọng, thời điểm phù hợp nhất để City Wings ngắt chuỗi thua trước Heat. Trận đấu bắt đầu với quyền kiểm soát bóng thuộc về các cầu thủ Saigon Heat. Kentrell Barkley, chủ nhân của kỷ lục mới tại VBA với 51 điểm ghi được trong trận đấu với Nha Trang Dolphins. Hassan Thomas tung ra cú ném xa. Ném xa đầu tiên chưa đưa bóng đi vào rồi. Và bây giờ thì quyền kiểm soát bóng đã trở về với cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Những tiếng cổ vũ rất lớn dành cho đội bóng chủ nhà trong trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu như đã nói sẽ là một trận đấu mà Hồ Chí Minh City Wings rất cần chiến thắng.
Đường chuyền của Anh Khoa vẫn chưa phải là một cú ném. Trong mặt Anh Khoa đang là Phú Vinh. Jeremy Smith đã có tình huống phạm luật 24 giây, một tình huống two man game giữa hai cầu thủ nội binh của Hồ Chí Minh City Wings. Nhưng rồi trước áp lực phòng ngự tới từ Phú Vinh thì Anh Khoa đã không thể dứt điểm. Bây giờ bóng trong tay của các cầu thủ Sài Gòn Heat. Nguyễn Đình Phú Vinh vẫn là những tình huống luân chuyển bóng rất mượt mà, đậm chất Sài Gòn Heat. Phú Vinh post up trước Vincent Nguyễn. Cú dứt điểm tốt của Nguyễn Đình Phú Vinh trước mặt của Vincent, và đó là điểm số đầu tiên trong trận đấu này. Một trận đấu mà có vẻ như Phú Vinh nóng tay sớm. Một mismatch mà anh đã ngay lập tức tận dụng để mang về những điểm số đầu tiên cho Sài Gòn Heat. Bóng trong tay của Sang Nhúc. Spin move trước mặt là Hassan Thomas và đã phải kick ra ngoài. Có khoảng trống cho Trần Văn Trung. Chưa được. Sang Nhúc là người có rebound. Một cầu thủ có chỉ số rebound trung bình mỗi trận rất cao tại VBA. Nhưng đa phần thường là những rebound phòng ngự. Đường chuyền này. Và đây là một block thành công. Tình huống block của Phú Vinh. Phản công cho cầu thủ Sài Gòn Heat. Tim Well kick ra. Hassan Thomas. Tiếp tục là Thomas. Cướp bóng tốt tới từ Trần Văn Trung, một trong những nội binh hay nhất tại VBA hiện tại. Jeremy Smith, Eurostep. Một tình huống Eurostep lỗi của Jeremy. Và dẫn tới một tình huống mất bóng. Có vẻ như đã có pha trượt chân của ngoại binh bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Trước đó thì Nguyễn Minh Phú Vinh đã tung ra một cú block cực kỳ ấn tượng để ngăn chặn đà tấn công của các cầu thủ đội chủ nhà. Trước trận này thì cao thủ Sài Gòn Heat đã phải nhận thất bại thứ hai trong mùa giải 2023. Trận thua trước Nha Trang Dolphins, một thất bại sau hiệp phụ. Và đó là một trong trận đấu cực kỳ kịch tính. Và ngày hôm nay thì chắc chắn nhà đương kim vô địch của VBA sẽ muốn chứng tỏ đó chỉ là một tai nạn nhất thời. Vẫn là những pha luân chuyển bóng nhanh và người ném lại là Phú Vinh, hơi thiếu lực. Sang Nhúc lại có rebound. Tấn công dành cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Jeremy Smith. Tiếp tục là Jeremy Smith. Tình huống pull up đã khiến cho các cầu thủ Sài Gòn Heat phải phạm lỗi với mình. Ở trận đấu trước, Jeremy Smith đã ghi tới 35 điểm vào rổ của Thăng Long Warriors. Một trận đấu mà anh không tung ra bất kỳ một cú ném xa nào. Jeremy Smith đã từng vắng mặt trong trận đấu đầu tiên giữa Hồ Chí Minh City Wings và Sài Gòn Heat ở mùa giải hôm nay. Đó là trận đấu trong giai đoạn tập trung khi các đội thi đấu tại nhà thi đấu Cầu Giấy ở Hà Nội. Điểm số đầu tiên của Hồ Chí Minh City Wings trong trận đấu ngày hôm nay. Chắc chắn là cổ động viên của Hồ Chí Minh City Wings rất muốn Jeremy Smith chính là chìa khóa để họ có thể beat the Heat. Một nhiệm vụ không hề dễ dàng ở mùa giải hôm nay và mới chỉ có hai đội bóng làm được, đó là Hà Nội Buffalo và Nha Trang Dolphins. Bóng tới góc không độ, Dư Minh An với cú ném từ góc không độ, cú ném chính xác của Dư Minh An, cú ném 3 điểm thành công đầu tiên trong trận đấu này. Và ngay lập tức thì Dư Minh An đã cướp bóng, Kendrick Buckley. Bóng chạm tay của Jeremy Smith đi ra ngoài. Những tình huống thi đấu ấn tượng liên tiếp của Dương Minh An. Đầu tiên là một cú ném xa và sau đó là một pha cướp bóng rất nhanh. Đáng tiếc là trong tình huống vừa rồi Buckley không thể tận dụng được thời cơ. Hassan Thomas bị cướp bóng. Jeremy Smith 2-2. Eurostep đường truyền. Đường truyền đến với Vincent Nguyễn hơi muộn. Cho tới trước trận đấu này thì Jeremy Smith đang có cho mình trung bình là 28,9 điểm mỗi trận. Nhiều thứ nhì tại VBA chỉ sau Kendrick Buckley, người đang có trung bình trên 30 điểm mỗi trận. Buckley kick ra Phú Vinh. Tiếp tục là Kendrick Buckley. Step back ném 3 điểm. Ném hơi thiếu tay nhưng ngay lập tức đã có Tim Well. Đây là trận đấu thứ tư của Tim Well tại VBA năm nay. Sau quãng thời gian rất dài hồi đầu mùa phải nghỉ thi đấu vì chấn thương lưng. Sài Gòn Heat đang có khởi đầu tốt và họ đang dẫn trước City Wings với tỷ số là 7-2. Bóng vẫn trong tay của Jeremy Smith. Chưa có đường để đột phá vào rổ. Bắt buộc phải chuyền bóng sang Nhúc. Đã có khoảng trống cho Jeremy Smith, tăng tốc rất nhanh. Và lần này là 2 điểm của Jeremy Smith.
những tình huống tỏa sáng cá nhân của Jeremy Smith đang đem về những điểm số dành cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Rebound tốt, phản công nhanh dành cho đội bóng áo xanh. Vincent Nguyễn, Eurostep, giữ được vị trái đã bị block bởi Hassan Thomas. Chỉ trong nửa hiệp đấu đầu tiên, Sài Gòn Heat đã có hai tình huống block thành công, một của Phú Vinh và một của Hassan Thomas. Pha đảo tay khá dẻo của Vincent Nguyễn. Tuy nhiên, một tình huống có tới hai cầu thủ phòng ngự của Sài Gòn Heat và họ đã phối hợp với nhau khá tốt. Sau đó thì có hai điểm của Jeremy Smith để rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn con số 1. Toàn bộ 6 điểm của Wings cho tới giờ đều thuộc về Jeremy Smith. Còn đây là Hassan Thomas. Dứt điểm không thành công. Team Wales đã có một tình huống bù rổ khiến cho đối thủ phạm lỗi. Và sẽ có hai quả ném phạt dành cho số 30 bên phía Sài Gòn Heat. Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp mà Team Wales có mặt trong đội xuất phát. Ở trận đấu trước, Team Wales thi đấu tới 31 phút. Và đó là dấu hiệu cho thấy Team Wales đang lấy lại thể lực, lấy lại thể trạng tốt nhất để có thể chinh chiến với 100% phong độ. Đó là một sự trở lại rất cần thiết với Sài Gòn Heat khi mà họ cũng vừa chia tay một trong những cầu thủ thi đấu khá tốt của mình mùa này là Anthony Sandberg, người đã trở về Thụy Điển. Sandberg tới Thụy Điển để thi đấu cho đội Kalmar tại giải hạng 2 của Thụy Điển. Anthony Sandberg có bố là người Thụy Điển và mẹ là người Việt Nam. Và Sandberg từng có quãng thời gian khoác áo tuyển bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh cũng như khoác áo tuyển U18 quốc gia Việt Nam. Đây là một tình huống lỗi của Hassan Thomas đối với Jeff Sanyuk. Pha bóng biên cho các cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings. Sanyuk hands off cho Jeremy Smith. Smith bị double team. Đường chuyền không qua được tay của các cầu thủ Sanyuk nhưng vẫn tới được vị trí của Trần Văn Trung. Đây là Sanyuk. Sanyuk với một cú ném xa. Trước trận đấu này thì Sanyuk chỉ thực hiện thành công 11,1% số cú ném 3 điểm trong những trận đấu anh khoác áo Hồ Chí Minh City Wings. Bóng trong tay của Kencho Buckley. Có khoảng trống của Phú Vinh. Không được. Và trọng tài xác định bóng vẫn sẽ thuộc về cao thủ Sài Gòn Heat. Đã có lỗi của Bùi Anh Khoa trong tình huống tranh chấp rebound. Đó là một loose ball foul. Tuy nhiên ở thời điểm này, Hồ Chí Minh City Wing và Sài Gòn Heat đều không gặp nhiều vấn đề về những tình huống phạm lỗi. Như vậy là ngay lập tức anh Khoa đã bị rút khỏi sân. Hassan Thomas dứt điểm không thành công nhưng đã có một tình huống bù rổ. Liên tiếp là những tình huống bù rổ của các cầu thủ Sài Gòn Heat để giúp đội bóng này gia tăng về cách biệt. Trước đó đã có hai tình huống bù rổ thành công. Chính xác là một tình huống bù rổ thành công của Team Wales. Một tình huống bù rổ dẫn tới lỗi. Và bây giờ lại là pha bù rổ của Phú Vinh. Jeve Sanyuk. Tình huống đánh post up tốt của Jeve Sanyuk. Và đây là điểm số đầu tiên của Sanyuk trong trận đấu này. Một trận đấu mà Sanyuk đang có những thể hiện tốt hơn ở mặt trận tấn công. Hassan Thomas, Team Wales, Phú Vinh. Sanyuk đã di chuyển ra nhưng không thể kịp ngăn cản Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Nguyễn Huỳnh Phú Vinh đã có cho mình 6 điểm. Jeremy Smith, góc không được đang chống trải. Cú ném của Trần Văn Trung. Trần Văn Trung ném xa chuẩn xác, vẫn là cú ném từ góc không độ mang thương hiệu của Trần Văn Trung. Cầu thủ đang dẫn đầu tỷ lệ ném 3 điểm của các đội binh với 43,8%. Đây là Team Wales post up. Có vẻ như các cầu thủ Sài Gòn Heat hôm nay sẽ đánh vào khu vực dưới rổ rất nhiều. Họ đang có những cầu thủ cao lớn như Phú Vinh, như Team Wales, Hassan Thomas và Kentro Buckley. Lợi thế về mặt chiều cao là rất rõ ràng và một mình Sanyuk là không đủ để Hồ Chí Minh City Wings có thể ngăn cản các cầu thủ Sài Gòn Heat ở khu vực này. Đã có khá nhiều tình huống rebound tấn công tốt dành cho các vị khách. Nhưng ném phạt thì đang là một vấn đề của Team World. Một cầu thủ có lẽ vẫn cần thêm nhiều thời gian thi đấu nữa để trở lại với cảm giác tốt nhất. Hai cú ném phạt đều không thành công. Sanyuk là người đã có offensive rebound. Jeremy Smith. Team Wales mới chỉ thực hiện thành công một trong bốn cú ném phạt của mình. Sanyuk quyết định tự mình tấn công rổ và thêm hai điểm cho Jeremy Sanyuk. Lần đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay, Hồ Chí Minh City Wing vượt lên dẫn trước.
Hassan Thomas, Tim Will, Hoàng Tú. Hassan Thomas kích ra, Tim Will góc không độ ném 3 điểm. Ném đi hơi mạnh nhưng Phú Vinh có mắt ở đó và rebound rất dễ dàng trên đầu của Vincent Nguyễn. Trên màn ảnh này là người vợ của cầu thủ Nguyễn Đình Phú Vinh. Sang nhúc đường chuyền hay, Vincent Nguyễn vẫn chưa thể ném và bóng đã đi ra ngoài sân. Một tình huống mà Vincent đã không tìm được nhịp dứt điểm tốt nhất và đường chuyền ra của anh cũng không thực sự quá tốt. Bóng rơi vào tay của các thủ Second Hit. Ở chiến thắng gần nhất của Hồ Chí Minh City Wings trước Thăng Long Warriors, Vincent Nguyễn đã có một trận đấu rất hay với 20 điểm, trong đó có 4 cú 3 điểm thành công. Cơ hội cho các thủ Sài Gòn Hit. Đường bóng đi hơi lệch, đó là cú ném không thành công của Lê Quang. Jeremy Smith. Vẫn đang là Smith. Step back, cú ném. Có lỗi. Đó là lỗi của Kendrick Buckley. Jeremy Smith ở trận đấu trước đã có tới 35 điểm vào rổ của Thăng Long Warriors. Nhưng phần lớn điểm số đều đến trong 3 hiệp đầu. Trong quãng thời gian cuối trận, anh gần như im hơi lặng tiếng và nhường đất diễn cho Vincent Nguyễn cũng như Trần Văn Trung. Cú ném phạt đầu tiên của Jeremy Smith đưa bóng đi vào rổ. Lúc này thì Jeremy Smith đang là cầu thủ ghi điểm tốt nhất bên phía Hồ Chí Minh City Wings với 7 điểm. Và đây là điểm số thứ 8. Anh có nhiều điểm như Nguyễn Đình Phú Vinh bên phía Sài Gòn Heat. Còn Hồ Chí Minh City Wings đang dẫn trước với cách biệt 1 điểm. Hassan Thomas. Lúc này thì Sài Gòn Heat đã đưa vào sân nhiều tay ném 3 điểm hơn. Đó là Hoàng Tú và Lê Quang. Lúc này thì Hassan Thomas sẽ được đẩy vào trong. Ở quãng thời gian đầu trận thì Hassan Thomas nhường đất diện dưới rổ cho Tim Will. Bây giờ Thomas đứng dưới rổ nhiều hơn. Buckley vẫn lấy được bóng, không ai kèm Buckley cả. Nhưng cú ném của Buckley vẫn chưa thực sự là quá tốt. Phải tới cú dứt điểm thứ hai thì Buckley mới có điểm. Điểm số thứ 16 dành cho Sài Gòn Heat. Hai đội đang ăn miếng trả miếng liên tục. Đây là Jeremy Smith sắc nhúc. Một đường chuyền hơi mạnh nhưng bóng vẫn trong tay các cầu thủ City Wings. Vincent Nguyễn có hiểm trợ từ sắc nhúc, vượt qua được Hassan Thomas. Extra pass, cú ném 3 điểm từ góc không độ, không qua trống trải. Một tình huống phòng ngự tốt tới từ Lê Quảng. Giờ thì bóng trở lại với Kendrick Buckley. Một phát tăng tốc, Eurostep xử lý khó mà Kendrick Buckley làm được. Đó là những gì mà Kendrick Buckley thường xuyên thể hiện cho chúng ta ở mùa giải năm nay. Một cầu thủ thực sự là quá khó kèm, kể cả khi phải đối mặt với 2, thậm chí trong nhiều tình huống là 3 cầu thủ đối phương. Vincent Nguyễn đã có điểm cho Vincent Nguyễn sau tình huống bóng bật rổ tới 3 lần. Hồ Chí Minh City Wings vẫn đang bám sát đối thủ. Kendrick Buckley giữ điểm tay trái không thành công. Jeremy Smith dẫn bóng từ sân nhà sang tới tận sân khách. Quyết định chuyền ra. Vincent Nguyễn đối đầu với Hoàng Tú. Một tình huống lựa chọn đột phá tốt của Vincent Nguyễn trước Hoàng Tú, một cầu thủ không có khả năng phòng ngự quá tốt. Và bây giờ Hồ Chí Minh City Wings một lần nữa vươn lên. Sau khi mở tài khoản thì Vincent Nguyễn đã ngay lập tức có thêm 2 điểm nữa của mình và vẫn là với một cú ném trông khá là bập. Cơ hội để Hồ Chí Minh City Wings hướng tới việc kết thúc hiệp 1 với lợi thế dẫn trước đang là khá lớn. Bóng trong tay của Vincent Nguyễn và người kèm anh vẫn là Hoàng Tú. Sắc nhúc. Không có tiếng còi, nhưng cũng không có điểm cho Jeff Sangyuk. Ở tình huống anh đã đẩy được Hassan Thomas nhưng lại dứt điểm hỏng. Phú Vinh đã có một tình huống phạm lỗi tấn công. Lỗi khi bù người của Phú Vinh. Và số 12 cũng ngay lập tức rời sân để nhường chỗ cho Tim Well. Cách biệt là 1 điểm.
Thời gian còn lại chỉ vào chừng 20 giây. Một tình huống bu người di động rất rõ ràng của Nguyễn Đình Phú Vinh. Bây giờ sẽ là cơ hội để Hồ Chí Minh City Wings kết thúc hiệp đấu với một cú buzzer beater nhằm nâng cao tinh thần. Bạc Lý gây áp lực với Jeremy Smith từ phần giữa sân. Còn tới tay của Sang Nhúc. Sang Nhúc đột phá thẳng vào trong và khiến cho Team Wales phạm lỗi. Hai quả ném phạt dành cho Sang Nhúc, một quyết định rất bất ngờ của cầu thủ người Ukraine. Sau khi quan sát vị trí của các đồng đội thì Sang Nhúc quyết định tự mình tiến vào trong. Một pha xử lý khá bất ngờ của một cầu thủ mà ở những trận đấu trước chúng ta cũng đã quen với vai trò là người chia bài. Một tình huống xử lý rất hợp lý của Sang Nhúc, dù không thành công nhưng anh cũng lấy được cho mình hai quả ném phạt và một lỗi cá nhân của Team Wales. Vẫn còn một cơ hội nữa cho Sang Nhúc. Nhưng cả hai quả ném phạt đều không thành công. Giờ lúc Hồ Chí Minh City Wings cần phải phòng ngự còn 3 giây. Đột phá. Một cú dứt điểm tầm trung. Đã có tiếng còi của trọng tài. Một pha phạm lỗi nhưng sẽ không có ném phạt. Chỉ là một tình huống phát bóng biên. Lỗi của Jeremy Smith. Thời gian còn lại là 0,5 giây. Sẽ là một tình huống catch and shoot hoặc tip in. Không còn nhiều thời gian. Thomas. Cú dứt điểm hỏng oan của Hassan Thomas khi áp lực thời gian là quá lớn. Và hiệp thi đấu thứ nhất đã khép lại. Hồ Chí Minh City Wings dẫn trước với tỷ số 19-18. Một hiệp đấu có tốc độ rất nhanh và hai bên ăn miếng trả miếng. Sau cùng thì Hồ Chí Minh City Wings đang là đội bóng có lợi thế. Nhưng cách biệt một điểm chắc chắn không phải là một cách biệt an toàn. Quý vị thân mến, đây là hiệp thi đấu thứ hai của cuộc đọ sức giữa Hồ Chí Minh City Wings và Sài Gòn Heat. Hiệp được khép lại với tỷ số 19-18. Một đấu mà cả hai đội đều ném bàn không thực sự tốt. City Wings đạt hiệu suất 1/4 từ vạch 3 điểm, trong khi đó Heat đạt hiệu suất là 1/9. Jeremy Smith chuyển tới Sắc Nhúc, một cú ném từ góc 45 độ. Rõ ràng những cú ném xa như thế này sẽ không khiến cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City, không khiến cho các cầu thủ Sài Gòn Heat phải ra ngoài để theo kèm Sắc Nhúc. Một tấn công của cầu thủ Sài Gòn Heat. Một pha phòng thủ tốt của Vincent Nguyễn. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên và đây sẽ là một tình huống phát bóng luân phiên. Quyền kiểm soát bóng vẫn sẽ thuộc về các cầu thủ Sài Gòn Heat. Chúng ta cùng xem lại những nỗ lực cướp bóng rất tốt của Vincent Nguyễn, khiến cho Team Wales đã không có cơ hội
thực hiện cú ném ở dưới rổ. Tới tay của Kendrick Buckley, Tim Will. Tiếp tục là Tim Will, kích ra hết 24 giây. Quãng thời gian tấn công quá ít ỏi để Tim Will có thể chuyền bóng. Không có lỗi ở tình huống này. Và phát bóng lên dành cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Jeremy Smith đối đầu với Buckley. Đây là sắc nhúc. Sau những chạm trán với Hassan Thomas bị double team. Tìm tới góc không độ, cú ném xa của Lê Trần Đăng Huỳnh. Đăng Huỳnh những trận gần đây đã được thi đấu nhiều hơn. Anh có tổng cộng 29 điểm ở 3 game gần nhất. Và đột phá của Lê Quang. Hassan Thomas. Hassan Thomas di chuyển ra để yểm trợ cho Kendrick Buckley. Tim Will ném 3. Không thành công. Và có rebound tấn công của Hassan Thomas. Kendrick Buckley. Quyết định tự ném rổ của Kendrick Buckley. Một pha xử lý hơi khó. Một trận đấu mà hiệu suất ném của Sài Gòn Heat lúc này là chưa tới 40%. Eurostep của Sang Nhung. Và anh cũng là cầu thủ đã chạm bóng cuối cùng. Có thể thấy ở pha bóng vừa rồi thì các cầu thủ Sài Gòn Heat chủ động gây áp lực từ rất sớm với những người cầm bóng tốt nhất của Hồ Chí Minh City Wings. Đó là Vincent Nguyễn cũng như Jeremy Smith. Và Jeffrey Sanyuk đã buộc phải cầm bóng tự đánh. Ném 3 điểm tới từ Hoàng Tú. Với ném 3 điểm thành công thứ hai trong trận đấu này của các cầu thủ Sài Gòn Heat. Một tình huống có rất nhiều khoảng trống của Hoàng Tú. Và anh đã thực hiện thành công cú ném 3 điểm sau đường chuyền tốt của Kendrick Buckley. Đăng Huỳnh. Hơi khó rồi. Vẫn là Đăng Huỳnh. Cú ném ở vị trí 3 điểm. Một pha tấn công không thật sự tốt của cao thủ Hồ Chí Minh City Wings. Và bây giờ tiếp tục là Hoàng Tú. Thêm một cú 3 điểm thành công của Hoàng Tú. Hai cú 3 điểm liên tiếp ở cùng một vị trí. Và có vẻ như Hồ Chí Minh City Wings đã phải sử dụng quyền tham ảo. Trái ngược với hai cú ném xa liên tiếp không thành công của Lê Trần Đăng Huỳnh thì Hoàng Tú với hai pha ném xa đầu hiệp 2 đã giúp cho Sài Gòn Heat vươn lên dẫn trước với tỷ số 24-19. Và huấn luyện viên Eric Olson đã quyết định gọi hội ý trước khi thế trận trôi quá xa khỏi tầm tay. Sài Gòn Heat sở hữu rất nhiều tay ném 3 điểm. Và kể cả khi Anthony Samberg đã rời đội thì trong tay cầu thủ Sài Gòn Heat vẫn còn nhiều tay ném rất xuất sắc. Hoàng Tú là một ví dụ. Trong đội hình của Sài Gòn Heat lúc này có 3 cầu thủ đang có tỷ lệ ném 3 thành công trên 40%. Đó là Phú Vinh, Kim Bản và Kendrick Buckley. Ngoài ra thì những tay ném như Hoàng Tú, Lê Quang hay Dư Minh An thì có khoảng trống đều có thể thực hiện tốt những cú ném từ xa. Và đó là lý do vì sao hiện tại Sài Gòn Heat vẫn đang là đội có hiệu suất ném 3 điểm thành công cao nhất VBA. Rõ ràng để đánh bại được Sài Gòn Heat là một câu chuyện không hề đơn giản. Sẽ cần rất nhiều sự tỏa sáng tới từ Jeremy Smith, người đang có cho mình 8 điểm, với 4 điểm trong số đó tới từ những tình huống ném phạt. Có thể thấy là Hoàng Tú đang theo sát Vincent Nguyễn và Kendrick Buckley cũng đang theo sát Jeremy Smith. Những cầu thủ dẫn bóng tốt bên phía Hồ Chí Minh City Wings đang bị chăm sóc đặc biệt. Lỗi khá sớm của Tim Will. Và ngay lập tức Tim Will cũng đã rời sân. Anh nhường chỗ cho Nguyễn Đình Phú Vinh. Một quyết định dễ hiểu khi Tim Will đã có lỗi cá nhân thứ hai. Jeremy Smith đối đầu với Hassan Thomas. Cú ném trung bình không được. Một trận đấu mà Sài Gòn Heat đang làm tốt hơn ở khâu rebound. Hassan Thomas đối đầu với Jeff Sang Nhúc. Lần này thì Sang Nhúc là người phòng thủ thành công. Và Vincent Nguyễn
quyết định sẽ đánh chậm khi mà các đồng đội đều đang ở phía sân nhà. Bùi Anh Khoa Sang Nhúc đã xin bóng nhưng bị Thomas Kem rất sát. Một tình huống không hiểu với nhau giữa Anh Khoa và Sang Nhúc. Giờ thì bóng nằm trong tay của các cầu thủ Saigon Heat. Kendro Barkley đột phá rất tốc độ và cú dứt điểm bằng tay trái của Barkley đem về điểm số thứ 8 trong hiệp đấu này dành cho Saigon Heat. Một chuỗi 8 điểm liên tiếp để khởi đầu hiệp 2. Gần như là chúng ta không thấy một khoảng trống nào, nhưng bằng cách nào đó Barkley vẫn có thể lem vào và dứt điểm thành công. Cú ném phạt dành cho Barkley. Ném phạt rất tốt. Và có lẽ nhiều cổ động viên Saigon Heat đang tự hỏi rằng nếu như Barkley ném phạt tốt như vậy ở quãng thời gian cuối trận gặp Nha Trang Dolphins thì không biết Saigon Heat có thể giữ được chiến thắng hay không. Đó là một trận đấu mà Kendro Barkley bỏ lỡ một quả ném phạt khá quan trọng ở thời điểm Saigon Heat đang dẫn trước 3 điểm. Và sau đó đến lượt Hassan Thomas cũng có hai cú ném phạt trượt liên tiếp trước khi Saigon Heat để đối thủ gỡ hòa với cú ném 3 điểm của Sơn Minh Tâm. Jeremy Smith, tiếng còi đã vang lên. Lần này là lỗi của Lê Quang. Rất khó để ngăn cản Jeremy Smith ở những tình huống đột phá về phía bên trái như thế này. Và có lẽ những tình huống phạm lỗi như vừa rồi của Lê Quang sẽ giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ Saigon Heat khi Jeremy Smith sẽ không được thi đấu quá thoải mái. Xe về Sang Nhúc, chuyển tới tay của Jeremy Smith. Trước mặt anh đang là Kendro Barkley. Đi xem Nguyễn, dứt điểm đi chạm vành. Lại một lần nữa thì Sang Nhúc không tranh được rebound với Hassan Thomas. Phú Vinh vẫn đang là những nỗ lực phòng thủ rất nhiệt của Vincent Nguyễn. Một mùa giải mà trong giai đoạn đầu mùa nhiều người đã cho rằng Vincent Nguyễn đang có sự sa sút tương đối lớn, nên dần dần thì một trong những gương mặt quan trọng nhất trong đội hình của City Wing cũng đang chứng tỏ được giá trị của mình. Liên tiếp là những pha tấn công của Kendro Barkley. Kendro Barkley trong hiệp đấu thứ hai cũng đang bắt đầu tấn công một cách tích cực hơn. Tới thời điểm hiện tại thì hiệp 2 đã trôi qua khoảng 4 phút và các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings vẫn chưa có thêm điểm số nào. Ngược lại thì các cầu thủ Saigon Heat đã có điểm số thứ 10 ở hiệp thi đấu thứ 2 rồi. Một cú bứt tốc rất ấn tượng của các cầu thủ Saigon Heat. Kendro Barkley với điểm số để tạo ra cú run 11-0 dành cho cầu thủ Saigon Heat. Phối hợp tốt nhưng cú dứt điểm đã bị chặn lại bởi Nguyễn Đình Phú Vinh. Sự thua thiệt về mặt chiều cao đã ảnh hưởng tới Bùi Anh Khoa ở tiếng vừa rồi. Barkley, Hassan Thomas, cú dứt điểm của Trực Nhân. Trực Nhân dứt điểm không thành công. Trực Nhân được ném cũng là một tín hiệu khác biệt so với trận đấu gặp Nha Trang Dolphins. Ngày hôm nay Trực Nhân có lẽ sẽ không được thi đấu nhiều giống như ở trận trước. Đó là một pha chuyền bóng hỏng của Sang Nhúc. Kendro Barkley rất nhanh, làm gì đây? Đó là hai điểm của Kendro Barkley, không thể cản phá. Đúng là trong nhiều tình huống khi mà chúng ta không nhìn thấy khoảng trống thì với Kendro Barkley anh sẽ tự tạo ra được khoảng trống cho mình với lối chơi có sự kết hợp của cả tốc độ, sức mạnh và sự lắt leo. Cần phải nói rằng Vincent Nguyễn là một trong những cầu thủ khỏe nhất tại VBA, nhưng anh cũng không thể cản nổi Barkley ở tình huống vừa rồi. Một sự chênh lệch quá lớn về mặt thể hình và Vincent Nguyễn cũng đã làm tốt nhất những gì có thể. Chúng ta cùng xem lại phóng này một lần nữa. Nếu như đó là một cầu thủ khác thì chưa chắc đã ghi điểm trước mặt của Vincent. Nhưng đây là Kendro Barkley, cầu thủ đang có trung bình trên 30 điểm mỗi trận và đang là ứng cử viên cực kỳ sáng giá cho danh hiệu MVP. Jeremy Smith vẫn tiếp tục là những tình huống đánh 1-1 với Barkley. Rất khó để đột phá và những tình huống step back đang đem lại phần lớn điểm số dành cho các cầu thủ, dành cho Jeremy Smith ở trận đấu này. Vừa rồi mới là những điểm số đầu tiên của Hồ Chí Minh City Wing trong hiệp đấu thứ hai, một hiệp đấu mà họ đang lép vế hoàn toàn. Trực Nhân chuyền ra ngoài,
Kencho Buckley tiến vào trong và vẫn là Kencho Buckley. Có những người cảm thấy thắc mắc tại sao trong hiệp 1 Kencho Buckley không tấn công rổ, thì câu trả lời đã đến trong hiệp 2. 13 điểm đã được ghi cho Kencho Buckley, cầu thủ rõ ràng về mặt chất lượng là điều không còn gì phải lăn tăn nữa. Một trong những ngôi sao sáng nhất trong lịch sử của VBA, cho dù đây mới chỉ là mùa giải đầu tiên mà anh góp mặt. Có vẻ như đã có một tình huống phản lực chạy bước tới từ Bùi Anh Khoa. Thuộc cái cách biệt đã là 12 điểm nhưng về phía nhà đương kim vô địch. Phú Vinh do phong độ Trực Nhân, cú dứt điểm thứ hai của Trực Nhân đi quá mạnh. Đây là Vincent Nguyễn. Vincent Nguyễn cố gắng tăng tốc trận đấu. Một tới tay của Minh Phương, một cú ném với đưa bóng đi rất cao. Đây là Buckley, Hassan Thomas kích ra Phú Vinh chống trải Tom The Key. Cú ném 3 điểm chuẩn xa của Phú Vinh, đó là cú ném xa thành công thứ 3 của Sài Gòn Heat trong hiệp đấu này. Và huấn luyện viên Eric Rosen lại phải có hội ý thêm một lần nữa. Sự khác biệt giữa hai đội đang được thể hiện rất rõ trong hiệp đấu thứ 2 khi mà Sài Gòn Heat tăng tốc. Và trong đó có sự tăng tốc quan trọng của Kencho Buckley. Riêng trong hiệp đấu này thì các cầu thủ Sài Gòn Heat đã có cho mình tới 18 điểm bằng với tất cả số điểm mà họ ghi được ở hiệp 1. Trong khi đó điểm số của City Wings ở hiệp đấu này chỉ là 2 mà thôi. Một cú run cực kỳ ấn tượng của đội chủ nhà, xin lỗi bạn của đội khách. Nếu như tiếp tục giành chiến thắng trước Hồ Chí Minh City Wings thì Sài Gòn Heat sẽ gia tăng chuỗi thắng trước đội bóng cùng thành phố lên con số 10. Lần gần nhất mà Hồ Chí Minh City Wings đánh bại được Sài Gòn Heat đó đã là VBA 2019. Nguyễn Đình Phú Vinh đã có cho mình tới 11 điểm tính tới thời điểm này của trận đấu. Tỷ số dứt điểm rất tốt. Sẽ là một ngày cực kỳ vất vả đối với Jeff Sang-yuk. Anh sẽ phải đối đầu với rất nhiều cầu thủ cao lớn bên phía Sài Gòn Heat. Vincent Nguyễn. Một đường chuyền đã bị bóc bài bởi Trực Nhân. Dương Minh An. Phản công cho cầu thủ Sài Gòn Heat. Phú Vinh. Bóng tới tay của Buckley, cú ném xa. Một tình huống phạm lỗi từ phía sau của Yêu Vệ Sang Nhúc. Và bóng mà Phú Vinh chọn vị trí tốt hơn. Sang Nhúc lao đến từ phía sau và phạm lỗi đối với trung phong của Sài Gòn Heat. Đối với các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings thì Yêu Vệ Sang Nhúc là cầu thủ có thể hình tốt nhất. Nhưng ngoài anh ra thì không có nhiều cầu thủ cao to bên phía đội bóng chủ nhà. Chắc chắn là Jeremy Smith cũng như Vincent Nguyễn sẽ phải hỗ trợ cho Sang Nhúc dưới rổ rất nhiều. Và bây giờ thì các trọng tài đang xem lại băng hình. Có lẽ các trọng tài sẽ xem để theo dõi về thời gian hoặc theo dõi về tính chất của pha phạm lỗi. Liệu có một tình huống lỗi phản tinh thần thể thao ở đây hay không? Cái tay trái của Sắc Nhúc đã va vào mặt của Nguyễn Đình Phú Vinh. Đối với các cầu thủ Sài Gòn Heat, đây sẽ là trận đấu sân nhà số bạn. Đối với cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings thì đây sẽ là trận đấu sân nhà cuối cùng của họ trong mùa giải năm nay. Sau trận đấu này thì họ sẽ liên tiếp bước vào 3 trận đấu làm khách trước Nha Trang Dolphins, Đà Nẵng Dragons và cuối cùng là trước chính Sài Gòn Heat.
Chúng ta đang liên tục được xem lại những tình huống va chạm giữa Sang Yuk và Phú Vinh. Nếu như không muốn đây là trận đấu sân nhà cuối cùng trong mùa giải thì cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing cần phải giành vé tham dự vòng playoff, và khi đó thì họ sẽ tiếp tục có những trận đấu sân nhà của mình. Nhưng đó sẽ là một nhiệm vụ khá khó khăn khi mà lúc này Hồ Chí Minh City Wing vẫn đang kém đội bóng xếp ở vị trí thứ tư Nha Trang Dolphins khoảng cách là 2 chiến thắng. Như vậy sẽ chỉ là một tình huống đẩy người, không phải là một lỗi phản ứng thể thao. Quyết định đã được các trọng tài đưa ra. Một tình huống mà Sang Yuk đã bật lên rất cao. Central Buckley Zoomingan chống trải vạch 3 điểm. Cú ném tốt, nothing but net. Zoomingan có cú ném thành công thứ 2 từ đầu trận từ ngoài vạch 3 điểm. Một cầu thủ không ra tay quá nhiều, nhưng khi có cơ hội thuận lợi thì vẫn sẽ là một vị trí mà các đối thủ phải hết sức lo ngại. Sang Yuk, Trần Văn Trung, vẫn đang là Văn Trung. Thêm một block cho Phú Vinh. Nếu không nhầm thì đây đã là block thứ 3 trong trận đấu ngày hôm nay của Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Một tình huống mà Trần Văn Trung xử lý quá dễ đoán. Anh pump fake ở nhịp đầu tiên nhưng Phú Vinh không hề lao ra. Và khi Văn Trung lao vào thì anh thua thiệt hoàn toàn về mặt chiều cao. Một tình huống buộc phải đánh khó nhưng Jeremy Smith không ngại đánh khó. Điểm số rất tốt của Jeremy Smith, nhưng đó mới là điểm số thứ tư của Hồ Chí Minh City Wings trong hiệp 2 này mà thôi. Có lẽ đã có lỗi của Văn Trung. Trần Văn Trung đang là cầu thủ có trung bình số lỗi nhiều nhất tại VBA năm nay, 3,8 lỗi mỗi trận. Một hiệp đấu tấn công vô cùng bế tắc của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Trong lịch sử VBA thì 4 điểm cũng là số điểm thấp nhất trong một hiệp mà một đội bóng VBA làm được. Cướp bóng tốt của Jeremy Smith, phản công, cơ hội để gia tăng điểm số cho đội chủ nhà. Đường truyền của Smith và Jeve Sang Yuk đã tận dụng tốt cơ hội để đem về tình huống end one. Đó là một đường truyền không dễ bắt của Jeremy Smith, nhưng Jeven Sang Yuk xử lý rất tốt. Cơ hội để mang về tổng cộng là 3 điểm của Jeven Sang Yuk. Những điểm số vô cùng quý giá trong một hiệp đấu mà Hồ Chí Minh City Wing đang tỏ ra lép về. Để lúc mà họ cần những ngoại binh của mình lên tiếng nhiều hơn. Toàn bộ đội hình của Hồ Chí Minh City Wing đã rút cả về, chỉ còn một mình Sang Yuk là người đương nhiên không thể quay lại vì anh phải thực hiện cú ném phạt vừa rồi. Sang Yuk đã ném trượt cả 3 cú ném phạt từ đầu trận. Zoomingan kích ra góc không độ, Lê Quang. Cú ném hơi mạnh của Lê Quang, phản công nhanh cho cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Anh Khoa đang chờ sẵn nhưng Jeremy Smith không muốn tấn công quá nhanh. Khoa bơ, đường chuyền rất tốt dành cho Sang Yuk. Đã có tiếng còi của trọng tài. Đã có lỗi kéo tay và sẽ có pha bóng biên dành cho Hồ Chí Minh City Wings đi, khi đây mới chỉ là lỗi đồng đội thứ tư của Sài Gòn Heat mà thôi. Lại là Sang Yuk, Jeremy Smith, Vincent Nguyễn trả bóng cho Sang Yuk, lại có lỗi. Các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings thì muốn một tình huống end one, còn Sài Gòn Heat thì cho rằng đã có một pha phạm luật chạy bước. Đã có một tình huống phạm lỗi nhưng có vẻ như điểm số sẽ không được tính ở tình huống này. Lỗi của Hassan Thomas đối với Jeve Sang Yuk. Ném phạt đầu tiên đi không chính xác. Sang Yuk vẫn chưa có điểm số nào từ vạch ném phạt và huấn luyện viên Eric Olsen chắc chắn không hài lòng. Cả 5 pha ném phạt đều không thành công nhưng bóng vẫn còn trong tay các cầu thủ Wings. Có vẻ như Jeremy Smith đã dẫm vạch mất rồi.
Trước trận đấu này thì Jeff Van Sang-yuk chỉ đạt hiệu suất ném phạt là trên 50% một chút. Sang-yuk không phải là một tay ném tốt ở cả vạch ném phạt cũng như vạch 3 điểm. Và bây giờ thì các cầu thủ Sài Gòn Heat đã quyết định gọi hội ý. Tính cho tới thời điểm này thì Kendrick Buckley đang là người có nhiều điểm nhất trên sân với 13 điểm. Jeremy Smith bám ngay sau với 12 điểm. Còn Nguyễn Phú Vinh đang có cho mình 11 điểm. Nếu như Jeff Van tận dụng thành công tất cả những tình huống ném phạt thì bây giờ anh cũng đang có 11 điểm như Phú Vinh rồi. Với những hình ảnh từ hàng ghế của Sài Gòn Heat vừa rồi thì có lẽ ngày hôm nay tiếp tục là một trận đấu mà Kim Bản sẽ không ra sân. Một mùa giải mà xuyên suốt từ đầu đến giờ gần như chưa lúc nào Sài Gòn Heat có đầy đủ lực lượng của mình. Họ chỉ thi đấu với một ngoại binh, một Việt kiều. Và kể từ trận tập trung đến giờ thì hết Tim Will đến Kim Bản hay Sunberg vì những lý do khác nhau không thể thi đấu cho Sài Gòn Heat. Tuy nhiên Sài Gòn Heat vẫn đang là một trong hai đội bóng dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Một phá rất nhanh. Bây giờ là Kendrick Buckley. Không phải là một cú rổ mà là một pha thả bóng an toàn của Kendrick Buckley. 41-25. Khoảng cách quá lớn cho Sài Gòn Heat. Jeremy Smith không có điểm nhưng có rebound của Jeff Van Sang-yuk. Nhưng cũng không thể mang về những điểm số tiếp theo cho Hồ Chí Minh City Wing. Một tình huống dứt điểm có phần hơi rén của Jeff Van Sang-yuk. Anh không quá quyết đoán. Có lẽ những tình huống ném phạt trượt liên tiếp đã gây ảnh hưởng tới tâm lý của cầu thủ người Ukraine. Và trọng tài xác định bóng lên dành cho các cầu thủ Sài Gòn Heat. Tính riêng trong hiệp thi đấu thứ hai thì các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings chỉ thực hiện thành công 3 trên 14 tình huống dứt điểm. Kendrick Buckley. Tiếp tục là Buckley. Jeremy Smith phạm lỗi. Smith đang tỏ ra rất tức giận. Không rõ là anh tức giận với trọng tài hay tức giận với các đồng đội nữa. Còn các cầu thủ dự bị của Sài Gòn Heat thì không quan tâm. Họ thấy có phản ứng của Jeremy Smith và lập tức gợi ý cho các trọng tài rằng cần phải có một tình huống bắt lỗi kỹ thuật. Tuy nhiên các trọng tài đã bỏ qua cho phản ứng vừa rồi của Jeremy Smith. Hai quả ném phạt tốt của Kendrick Buckley. Cách biệt đã lên tới 18. Thời gian của hiệp 2 không còn nhiều. Sang-yuk đứng chuyền. Không thành công. Vừa rồi là cú ném của anh Khoa. Kendrick Buckley, thời gian còn khoảng nửa phút cho hiệp đấu thứ hai này. Behind the back. Buckley kick ra Tim Will, thêm một cú ném xa. Cú ném xa vẫn đi hơi mạnh. Tap bóng ra của Phú Vinh nhưng lại vô tình tap tới tay của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Jeremy Smith chống trải. Cú ném 3 điểm không chính xác. Bóng rơi vào tay của Phú Vinh. Và có lẽ đây sẽ là pha tấn công cuối cùng trong hiệp đấu này. Còn 10 giây. Kendrick Buckley lại đột phá. Eurostep đã có block tới từ Jeff Van Sang-yuk. Liệu có thời cơ cho một cú buzzer beater của Wings hay không? Vincent Nguyễn. Tiếp tục là một cú block đáp trả. Lần này là Phú Vinh. Đã có những tiếng còi. Có lẽ sẽ có những lời nhắc nhở dành cho các cầu thủ của cả đôi bên. Nhưng rõ ràng cách mà cầu thủ hai đội kết thúc hiệp đấu bằng hai cú block đã đem lại một bầu không khí cực kỳ sôi động tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. Chúng ta cùng xem lại phóng một lần nữa. Không chắc đó có phải là block hay không. Một tình huống diễn ra quá nhanh và hai cameraman không thể bắt được hết pha bóng này. Những diễn biến thực sự rất kịch tính ở cuối hiệp đấu thứ hai. Một hiệp đấu
Và rõ ràng Sài Gòn Heat là những người xuất sắc hơn, nhưng những pha thi đấu nhiệt ở cuối hiệp đấu đến từ Hồ Chí Minh City Wings cũng có thể sẽ là một sự gợi ý rằng họ sẽ nỗ lực để trở lại mạnh mẽ hơn ở hai hiệp đấu sau. Còn lúc này hai đội sẽ tạm nghỉ với tỷ số đang là 43-25 nghiêng về phía các cầu thủ Sài Gòn Heat. Vừa theo dõi xong hai hiệp thi đấu đầu tiên giữa câu lạc bộ Hồ Chí Minh City Wings và Sài Gòn Heat. Kết quả vào lúc này hiện tại đang tạm thời là 25-43 nghiêng về đội khách Sài Gòn Heat. Có rất nhiều điều để nói trong trận đấu này. Chúng ta sẽ cùng tham khảo những ý kiến từ chuyên gia Lê Trần Minh Nghĩa. Anh Nghĩa ơi, anh có bất ngờ với kết quả tạm thời hiện tại không ạ? Thật sự là cũng hơi bất ngờ với kết quả hiện tại, bởi vì Sài Gòn Heat họ đang thi đấu quá tốt, còn City Wings họ không làm được những cái điểm mấu chốt của trận đấu. City Wings họ đang bị out rebound hoàn toàn so với Sài Gòn Heat. Sài Gòn Heat đã có cho mình tổng cộng là 19 rebound, đã có 27 rebound so với chỉ có 19 rebound của City Wings. Và City Wings cần phải triển khai lối chơi tấn công nhanh, tuy nhiên họ đang không làm được điều đó. Mà Sài Gòn Heat đang làm rất tốt lối chơi tấn công nhanh của mình với 13 điểm fast break point ghi được. Và cuộc chiến rebound của City Wings đang gặp bất lợi bởi vì họ bị out rebound hoàn toàn mà để cho Sài Gòn Heat ghi điểm second chance rất nhiều. Với 14 điểm second chance của Sài Gòn Heat, chứng tỏ rằng họ không làm tốt nhiệm vụ bắt sao và rebound. Ngay như ngay đầu trận đấu tôi đã nói là một trong những điều quan trọng họ phải làm là bắt sao và rebound để chống lại cái ưu thế về đội hình của Sài Gòn Heat. Tuy nhiên họ đang không làm được chuyện đó. Và về các matchup thì vẫn là Kendrick Buckley và Jeremy Smith. Jeremy Smith hiện đang rất là khó khăn trong việc ghi điểm bởi vì họ đang bị double team bởi một đội hình rất là cao to của Sài Gòn Heat. Hôm nay starting five của Sài Gòn Heat với sự xuất hiện của Tim Well luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ để mà ngăn chặn Smith tấn công bầu rổ. Chính vì vậy Smith cho dù đang rất là nỗ lực, tuy nhiên anh chỉ ghi được 12 điểm.
một số điểm tương đối khiêm tốn so với anh ta so với những trận đấu trước. Hết hai hiệp thi đấu anh ta chỉ ghi được 12 điểm với hiệu suất là cũng cao là 57,1%. Tuy nhiên anh ta đang gặp rất là khó khăn trong việc ghi điểm với cái lối phòng thủ như thế này của Sơn Hít. Còn Kendro Buckley thì rõ ràng bên City Wing không tìm được một matchup phù hợp với anh ta, và anh ta đã có cho mình được 17 điểm và với hiệu suất field goal 46,2%. Và anh ta đa phần là những pha tấn công nhanh và đột phá thẳng vào vị trí của các cầu thủ City Wing ghi điểm dưới rổ. Và một phần nữa là giúp Gen Sengruk hôm nay anh ta cũng không được sự hỗ trợ của Vincent, bởi vì Dương Minh An đang phòng thủ rất là tốt Vincent Nguyễn, khiến cho nhịp thi đấu của City Wing đang bị chậm lại rất là nhiều. Và các cầu thủ đáng chú ý của nội binh thì là bên sàn hiếp thì tôi muốn nói đến Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Nguyễn Huỳnh Phú Vinh hiện nay là anh ta đang là một cầu thủ vừa công thủ toàn diện của sàn hiếp trong trận đấu này với 71,4%. Anh ta đã có cho mình 11 điểm, trong đó field goal là 71% và trong đó có 33,3% quả 3 điểm. Và anh ta cũng hỗ trợ trong mặt double team cũng như là hỗ trợ bảo vệ bản rổ. Đó là việc khiến Vincent đang rất khó khăn ở bên chiến tuyến còn lại khi phải dưới sự kèm cặp của Duy Minh An và phải tìm cách làm sao để hỗ trợ cho Seth Nhúc cũng như Jerry Smith. Thì Vincent hiện đang có một hiệp đấu, hai hiệp đấu đầu tiên tương đối là chưa tốt với chỉ có 4 điểm. Và anh ta hiện đang không có cơ hội để ném 3 điểm và hiệu suất cự ly trung bình anh ta là 2/5. Thì thật sự là rất khó khăn cho City Wing trong thời điểm hiện tại. Anh có nhận xét như thế nào, nhất là trong cái giai đoạn mà Hồ Chí Minh City Wings, cái số điểm của họ 21 và 25 gần như là bị đứng lại sau cái số điểm đó và để cho Sài Gòn Heat vượt lên rất là nhanh. Đâu là lý do? Lý do là họ không thể rebound được. Họ không ngăn chặn được cái lối chơi tấn công nhanh, cũng như là họ không rebound được thì họ sẽ mất second chance cho Sài Gòn Heat. Sài Gòn Heat sau khi họ ném rổ xong, họ tiếp tục rebound, họ có cơ hội ghi điểm. Và sau khi phòng thủ xong, Sài Gòn Heat lại lấy được rebound và có cơ hội phản công nhanh. Hai cái điều khác biệt là Sài Gòn Heat họ đang làm tốt trong việc fast break point với 14 điểm cũng như là với 13 điểm và second chance của họ là 14 điểm. Thì số điểm như vậy 13 và 14 là 27 điểm so với chỉ có 10 điểm tổng cộng second chance và fast break của City Wing. Thì đó là lý do của cái sự là cách biệt như vậy, bởi vì họ City Wing họ đang không làm được cái việc rebound, không làm tốt việc bắt sao với cái đội hình cao to của Sài Gòn, dẫn đến việc họ tấn công và phòng thủ đều gặp bất lợi. Có thể nói là quá khó cho Hồ Chí Minh City Wings khi mà họ phải đối đầu với một Sài Gòn Heat rất là đồng đều về đội hình và họ sở hữu rất nhiều cầu thủ cao to, thậm chí là họ đã sở hữu một trong các cầu thủ gọi là có chiều cao, không phải là một trong các mà là chỉ cầu thủ có chiều cao tốt nhất trong lịch sử bóng rổ Việt Nam, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, đúng không ạ? Hầu như khi mà nhìn vào đội hình của Sài Gòn Heat, starting five của họ là với Dương Minh An, với Tim Well, với Kendro Buckley, với Hassan Thomas và Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Hassan Thomas, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, Kendro Buckley và Tim Well đều là những cầu thủ có thể hình và chiều cao rất tốt. So với bên City Wing thì họ chỉ có mỗi giấc game sát nhút là có chiều cao tương đồng với bốn cầu thủ như trên. Thì Sài Gòn hôm nay họ thời điểm đầu tiên họ sử dụng big lineup, và sau khi big lineup họ vào các cầu thủ phòng thủ rất tốt thì họ bắt đầu chọn small lineup vào, đưa Lê Quang và đưa Nguyễn Hoàng Tú. Và Hoàng Tú các vẫn làm tốt cái nhiệm vụ ném của mình là với hai quả ba điểm cho anh ta còn cầu thủ nó con nhất Sài Gòn Heat. Tuy nhiên khi mà anh ta vào, anh ta vẫn đóng góp được 6 điểm cho mặt trận tấn công. Thì Sài Gòn Heat hiện nay họ đang thi đấu một thứ bóng rổ rất là đẹp mắt cả trong lẫn ngoài, và họ đã hạn chế được tối đa cái khả năng tấn công của City Wing là bằng cách họ double team Jeremy Smith và họ bỏ vị trí của Bùi Anh Khoa. Họ hoàn toàn bỏ trống Bùi Anh Khoa cho anh ta ném 3 điểm, nhưng mà thật sự Bùi Anh Khoa không phải có sở trường là ném 3, nên anh ta đã thực hiện 2-3 quả 3 điểm gì đó, tuy nhiên không vào. Bỏ hẳn vị trí của Bùi Anh Khoa để vào kèm cặp Smith cũng như giáp canh sát nhút thì rõ ràng rất là khó. Và Trần Văn Trung, anh ta chỉ có trống trải một lần mà anh ta ghi điểm được. Tuy nhiên Sàn Hít cũng biết chuyện đó, không bỏ rơi Trần Văn Trung, là luôn luôn kèm sát Trần Văn Trung mỗi khi cầu thủ này có bóng ở khu vực 3 điểm. Khoảng cách bây giờ tương đối lớn dành cho Hồ Chí Minh City Wings khi mà tỷ số đã chênh lệch tới gần 20 điểm. Vậy thì họ phải làm gì đây? Đội chủ nhà phải làm gì đây để có thể vực dậy lại sau hai trận còn lại, hai hiệp còn lại? Quay ngược trở lại vẫn là cuộc chiến bắt sao và rebound. Họ muốn tấn công được, họ phải làm tốt nhiệm vụ phòng thủ. Họ phải làm sao lấy được quả bóng sau khi Sài Gòn Heat tấn công. Họ không cho Sài Gòn Heat có cơ hội thứ hai để ghi điểm second chance bằng cách bắt sao rebound. Khi mà làm tốt nhiệm vụ đó thì họ sẽ luân chuyển được những pha tấn công nhanh
và họ sẽ có khoảng trống và họ sẽ tận dụng được sự cơ động của Smith cũng như là dép gan sắc nhút, cũng như là Vincent Nguyễn là một cầu thủ có court vision, có cái tầm nhìn chiến lược rất là cao. Chỉ cần là anh ta có bóng và anh ta tìm kiếm được khoảng trống của đồng đội, anh ta có thể dễ dàng kiến tạo hỗ trợ. Tuy nhiên, việc đầu tiên City Win cần làm đó là bắt sao và rebound. Đây đúng là một nhiệm vụ không hề dễ dàng cho đối với đội hình cao to của Sài Gòn Heat như vậy. Đại diện thành phố mang tên Bác, nhưng mà chúng ta vẫn có thể hy vọng, vẫn chờ đón, bởi vì tập thể Hồ Chí Minh City Wings những trận gần đây họ cho thấy rằng họ là một đội bóng không dễ bỏ cuộc, và mỗi trận đấu với họ hiện tại không khác gì một trận chung kết, bởi họ đang rất nỗ lực để có thể giành suất vào chơi playoff. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem Hồ Chí Minh City Wings sẽ vực dậy như thế nào, chờ xem đôi cánh tím sẽ làm gì trước những kỷ lục gia Sài Gòn Heat. We'll be right back.
Quý vị đang theo dõi những hình ảnh trực tiếp từ nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, trận đấu giữa Hồ Chí Minh City Wings và Sài Gòn Heat. Trận đấu đang được tường thuật trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Sau hai hiệp đấu đầu tiên, Sài Gòn Heat đang dẫn trước với tỷ số 43-25. Và bây giờ thì Dư Minh An sẽ được ném phạt. Có vẻ như ở cuối hiệp thi đấu thứ hai thì Vincent Nguyễn đã phạm lỗi kỹ thuật và các trọng tài đã cho phép Dư Minh An được ném phạt ở quãng thời gian đầu hiệp thi đấu thứ ba. Tuy nhiên Dư Minh An đã không tận dụng được cơ hội và điểm số lúc này vẫn đang là 43-25 nhưng về phía các cầu thủ Sài Gòn Heat. Một cái biệt rất lớn được tạo ra sau một hiệp đấu mà Hồ Chí Minh City Wings chỉ ghi được vỏn vẹn 6 điểm. Tiếp tục là một pha mất bóng của Yevgeny Sanyuk. Trận đấu mà Sanyuk đang gặp rất nhiều khó khăn, khoảng trống cho Hasan Thomas. Ném không thành công. Rebound thuộc về Yevgeny Sanyuk. Kiểm soát những tình huống rebound là vấn đề quan trọng của Hồ Chí Minh City Wings ngày hôm nay nếu như họ muốn tạo ra một màn ngược dòng. Tuy nhiên Jeremy Smith thì không thể tranh được với hai cầu thủ rất cao bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Hasan Thomas liên tục lập tác chiến, dứt điểm trước mặt của James Sanyuk. Cả hai cú dứt điểm của Thomas trong hiệp đấu này đều chưa đưa được bóng đi vào rổ. Bóng ra biên và quyền kiểm soát sẽ thuộc về các cầu thủ Sài Gòn Heat. Thời gian trên shot clock là 14 giây. Dư Minh An đường truyền tốt tới Tim Will. Tim Will rất cố gắng để dứt điểm. Đã có lỗi của các cầu thủ Sài Gòn Heat. Một tình huống lỗi tấn công lỗi của Hasan Thomas. Đó đã là lỗi cá nhân thứ 3 của Hasan Thomas. Và nếu như dính thêm một lỗi nữa, lỗi cá nhân thứ 4, thì các cầu thủ Sài Gòn Heat sẽ gặp một chút bất lợi. Vincent Nguyễn chuyển tới góc 45 độ. Anh Khoa hơi thiếu quyết đoán, hoàn toàn có thể ném ba ngay lập tức. Bóng xuống, vậy như đã có lỗi của các cầu thủ Sài Gòn Heat. Lỗi đẩy người của Dư Minh An khi theo kèm Vincent. Cầu thủ Sài Gòn Heat dính khá nhiều lỗi ở đầu các bạn, ở đầu hiệp đấu thứ 3. Jeremy Smith đứng chuyền vẫn chưa có điểm và rebound thuộc về Sài Gòn Heat. Vội phản công, Dư Minh An trả bóng lại cho Kencho Buckley rất nhanh. Kencho Buckley có thêm cho mình 2 điểm, đó là điểm số thứ 19 của anh. Và Kencho Buckley lúc này cũng đang ở rất gần với một double double, anh đã có cho mình 9 rebound. Điểm chuyền ra Vincent Nguyễn góc 45 độ, ném 3 điểm, ném sọt của Vincent Nguyễn. Ngay lập tức có lời đáp trả, một lời đáp trả cần thiết của Hồ Chí Minh City Wings. Trong tay Tim Will, Hasan Thomas. Sài Gòn Heat không cần quá vội vàng, vẫn là cú ném chính diện của Phú Vinh, nhưng lần này thì đó là một tình huống airball. Từ đầu trận cho tới giờ thì các cầu thủ Sài Gòn Heat thì thành công 5 trong tổng số 21 tình huống dứt điểm từ xa. Số đó bên phía Wings là 2 trên 11. Có thêm cơ hội dành cho City Wing. Ánh Khoa hơi khó khi trước mặt là Tim Will. Kencho Buckley với một alley pass tốt để Dư Minh An có cơ hội lên rổ. Pha ghi điểm dễ dàng của Dư Minh An. Một tình huống đáp lễ của Kencho Buckley sau khi anh nhận được kiến tạo của chính Dư Minh An cái đấy ít giây. Lúc này thì số 7 bên phía Sài Gòn Heat đã có 9 điểm. Eurostep tay trái dứt điểm không thành công. Phản công nhanh, Kencho Buckley có lỗi của Vincent Nguyễn. Một tình huống vào lỗi cần thiết, vì nếu không Kencho Buckley sẽ tiến đến rổ và hủy diệt bằng rổ của các cầu thủ của Chiến binh City Wings. Có lẽ các trọng tài sẽ xem lại để xem có lỗi phản tinh thần thể thao hay không. Một tình huống mà chắc chắn là Vincent Nguyễn đã ngăn chặn một pha phản công nhanh. Nếu như Vincent Nguyễn phạm lỗi phản tinh thần thể thao thì đó sẽ là một thiệt thòi rất lớn đối với các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings.
bởi vì trước đó anh đã bị thổi một lỗi kỹ thuật ở quãng thời gian cuối hiệp thi đấu thứ hai. Bây giờ nếu như bị thổi lỗi phản ứng thể thao nữa thì chắc chắn anh sẽ bị chốt quyền thi đấu. Như vậy là theo những thông tin mới nhận được thì lỗi kỹ thuật ở cuối hiệp thi đấu thứ hai thuộc về huấn luyện viên Eric Olsen chứ không phải là Vincent Nguyễn. Lúc này thì Vincent Nguyễn vẫn đang an toàn. Nhưng bây giờ thì các trọng tài vẫn đang xem lại để xem có lỗi phản tinh thần thể thao ở đây hay không. Lỗi phản tinh thần thể thao. Lỗi của Vincent. Và sẽ có hai quả ném phạt. Một tình huống mà trọng tài xác định là Vincent Nguyễn không có ý đồ chơi bóng, chỉ để ngăn cản một pha phản công nhanh của Kendall Buckley. Và sẽ có ném phạt dành cho số 24 bên phía Saigon Heat. Cú ném phạt đầu tiên đi không chính xác. Đó mới là cú ném phạt trượt đầu tiên của Buckley trong trận đấu hôm nay mà thôi. Cú ném phạt thứ hai tốt hơn. Bây giờ cách biệt là 20 điểm và các cầu thủ Saigon Heat có cơ hội để gia tăng cách biệt này. Họ đang có cho mình 48 điểm. Kendall Buckley, một tình huống phối hợp nhanh chóng không của các cầu thủ Hồ Chí Minh, của cầu thủ Saigon Heat. Sang Nhục, Vincent Nguyễn đã lôi kéo được Tim Will ra ngoài và Vincent Nguyễn tung ra một cú ném tầm trung tốt. Điểm số thứ 30 cho đội chủ nhà. Vincent Nguyễn cũng đã có cho mình 9 điểm và anh đang là người ghi điểm tốt thứ hai của Hồ Chí Minh City Wings sau Jeremy Smith. Nên những con số này so với Saigon Heat vẫn đang là quá ít rồi. Đã có một tình huống phạm lỗi. Lỗi của Jeremy Smith. Hôm nay huấn luyện viên của Saigon Heat đang tranh cãi với trọng tài và đã bị nhắc nhở. Một tình huống mà huấn luyện viên cho rằng đã có phạm lỗi đối với các cầu thủ Saigon Heat. Tim Will không bị kèm bởi vì những cú ném xa của anh từ đầu trận đều không đi trúng rổ. Tim Will tìm tới khu vực dưới rổ. Một tình huống phạm luật chạy bước. Một pha phòng ngự theo kiểu rút ghế của Trần Văn Trung. Và Tim Will đã bị ngã. Đúng hơn là một tình huống không quan sát kỹ đối thủ. Tim Will tưởng rằng Trung Trần đang đứng đó, nhưng anh lại lùi hụt. Sắc Nhúc góc không độ ném 3 điểm tới từ Lê Trần Đăng Huỳnh, không thành công. Bóng rơi vào tay các cầu thủ Saigon Heat. Một tình huống 4-4. Hồ Vinh, Kendall Buckley, Hassan Thomas đang tiến vào trong. Đó là một tình huống thủ tốt của Jeff Sang Nhục. Ngay lập tức đã có lỗi của các cầu thủ Saigon Heat. Vẻ như đó là lỗi của Tim Will. Nếu vậy thì sẽ là lỗi cá nhân thứ tư của Tim Will. Đang chầm tay của cao thủ Hồ Chí Minh City Wing. Tim Will đã được rút ra khỏi sân. Một quyết định hợp lý. Cơ hội cho Trần Văn Trung. Không có 3 điểm. Nhưng có rebound của Jeremy Smith. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Jeremy Smith tiến vào trong. Và 2 điểm cho Jeremy Smith với một cú ném trước mặt Kendall Buckley. Hồ Chí Minh City Wing cần phải tận dụng được khoảng thời gian khi Tim Will sẽ ngồi ngoài vì foul trouble. Dưới Minh An có khoảng trống cho Hassan, nhưng sự chính xác thì không được đảm bảo. Vincent Nguyễn, Trần Văn Trung, một tình huống trượt chân của Nguyễn Phú Vinh
Và Trần Văn Trung tận dụng khoảng trống, tận dụng không thành công. Cú Vinh yêu cầu các trọng tài phải cho dừng trận đấu để lau sàn. Một pha bóng mà Trần Văn Trung đứng yên, nhưng Phú Vinh đã bị trượt chân và không thể theo kèm Văn Trung ở tình huống đó. Lỗi cá nhân thứ tư của Team World. Một big man khác bên phía Sài Gòn Heat đó là Hassan Thomas cũng đã dính lỗi cá nhân thứ ba rồi. Chính xác cho tới lúc này thì Hassan Thomas mới dính hai lỗi cá nhân. Tuy nhiên các cầu thủ Sài Gòn Heat vẫn cần phải để ý tới foul trouble. Chuyền của Dương Minh An cho Phú Vinh. Phú Vinh vẫn ổn để có thể tiếp tục thi đấu. Cho Buckley. Có yểm trợ của Phú Vinh. Không còn nhiều thời gian. Dương Minh An sẽ phải ném. Và đó là một cú airball của Dương Minh An. Một tình huống phòng ngự tốt của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings, không cho phép các cầu thủ Sài Gòn Heat có nhiều không gian và thời gian để xử lý bóng. Jeremy Smith. Bóng được chuyển tới vị trí của Sang Nhúc. Sang Nhúc đang rất cố gắng đè mặt của Thomas nhưng không thành công. Thomas quá khỏe và bây giờ là Kendrell Buckley. Cú dứt điểm rất ấn tượng của Kendrell Buckley và bây giờ thì các thủ Sài Gòn Heat đã cán mốc 50 điểm. Một tình huống mà Lê Trần Đăng Huỳnh không có một giải pháp nào để ngăn cản Kendrell Buckley và tránh một pha and one có lẽ cũng là một lựa chọn khả dĩ. Lê Trần Đăng Huỳnh có 2 điểm. Và đó sẽ là một tình huống and one cho Lê Trần Đăng Huỳnh. Lê Trần Đăng Huỳnh đang đạt phong độ khá tốt gần đây. Anh có được 9 điểm, 11 điểm và 9 điểm trong 3 trận đấu gần nhất. Sự vươn lên của Lê Trần Đăng Huỳnh khiến cho huấn luyện viên Eric Olsen rút ngắn thời gian thi đấu của những cầu thủ như Tân Hải Đăng hay Trương Thái Nam. Lê Trần Đăng Huỳnh với điểm số thứ 3 của từ đầu trận. Quang, Hassan Thomas, không phải đó là Tony Hoàng. Cú ném 3 điểm của Phú Vinh tới góc không độ không chính xác, phản công nhanh cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Jeremy Smith đã bị block bởi Kendrell Buckley. Một cú outlet pass và Hassan Thomas không thành công. Nhưng Vincent Nguyên đã không lấy bóng. Tony Hoàng dứt điểm hụt và Hassan Thomas bù rổ tốt. Một pha bóng diễn ra khá lộn xộn và hỗn loạn ở khu vực dưới rổ của Hồ Chí Minh City Wings. Hassan Thomas đang rất nóng. Hassan Thomas đã bị thổ lỗi kỹ thuật. Có vẻ như anh đã hét vào mặt trọng tài ngay sau khi thực hiện cú dứt điểm vừa rồi. Vừa rồi mới là tình huống điểm số đầu tiên dành cho Hassan Thomas ở trận đấu này mà thôi. Có lẽ anh đã phải chịu khá nhiều áp lực kể từ đầu trận. Nhưng rõ ràng là giải tỏa bằng cách phạm lỗi kỹ thuật thì không phải là một cách tốt. Bây giờ thì chính xác là lỗi cá nhân thứ 3 của Hassan Thomas rồi. Một trận đấu mà Hassan Thomas mất hơn 10 field goal mới có pha ghi điểm đầu tiên. Anh vẫn có những đóng góp hiệu quả ở nhiều yếu tố khác nhưng không phải là ở khâu ghi điểm. Turnover và Jeremy Smith đã có một phản ứng không hài lòng với Jeff Sang Nhúc. Hai ngoại binh của Hồ Chí Minh City Wings vẫn chưa có được sự ăn ý cao nhất. Những trận đấu trước đó thì Sang Nhúc và cầu thủ Jeremy Smith đã có một sự kết nối ăn ý gần như là hoàn hảo trong những chiến thắng của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Nhưng hôm nay sự
kết nối đó đã bị cắt đứt bởi các cầu thủ Sài Gòn Heat. Một trận đấu mà Sài Gòn Heat đã tạo ra rất nhiều áp lực không chỉ với một mình Jeremy Smith mà với cả Vincent Nguyễn. Gần như là mỗi khi di chuyển trên sân, chứ đừng nói tới là cầm bóng, thì cả Smith cả Vincent đều luôn có một cầu thủ Sài Gòn Heat theo kèm. Sài Gòn Heat sẵn sàng để hỏng những mắt xích còn lại bên phía Hồ Chí Minh City Wings và chỉ tập trung theo kèm vào hai ngòi nổ quan trọng nhất bên phía đội chủ nhà. Ở góc máy quay vừa rồi, nếu nhìn kỹ chúng ta có thể thấy có những giải băng dán ở đầu gối của Kim Bảng. Cầu thủ không thể thi đấu trong những trận đấu gần nhất vì chấn thương. Cho cầu thủ Sài Gòn Heat. Kendrick Buckley đã có tiếng còi trọng tài. Buckley đang yêu cầu các trọng tài thổi lỗi. Đã có cướp bóng tốt tới từ Vũ Lê Trần Đăng Huỳnh. Nhưng rất tiếc là pha tạt bóng lại của Đăng Huỳnh lại rơi vào tay của cầu thủ Sài Gòn Heat. Kendrick Buckley step back, ném 3 điểm, nothing but net. Bóng rơi sọt vào rổ. Và bây giờ thì các cầu thủ Sài Gòn Heat đang có cho mình điểm số thứ 55. Jeremy Smith behind the back. Kick ra. Cú ném của Trần Văn Trung. Cú ném chuẩn xác. Hồ Chí Minh City Wings không mất nhiều thời gian để đáp trả. Nhưng những lời đáp trả của họ cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Gọi yểm trợ của Kendrick Buckley. Rồi bóng trong tay của Hassan. Sải tay dài giúp cho Phú Vinh có thể lấy được đường chuyền vừa rồi của Hassan Thomas và sau đó là 2 điểm. Thế biệt vẫn đang được duy trì khá an toàn cho Sài Gòn Heat. Cú ném của Lê Trần Đăng Huỳnh từ góc không độ và đó là cú ném xa thành công thứ 2 liên tiếp của các cầu thủ Chiến binh City Wings. Họ đang dần dần thu ngắn lại cách biệt. Cho dù đó vẫn còn là một cách biệt tương đối lớn. Hoàng Tú. Khoảng cách từ 20 đã được rút xuống 15. Vẫn là một sự cải thiện nhất định dành cho City Wing. Và Kendrick Buckley vừa có cú ném một nhưng bóng rơi vào tay của Tony Hoàng Tú. Đường chuyền. Phú Vinh xoay người ném bóng nhanh. Pha xử lý có độ khó cao của Phú Vinh và không có gì ngạc nhiên khi anh ném trượt. Thêm một cú ném nữa, đây là Trần Văn Trung. Lần này thì đã không có tình huống dứt điểm thành công cho cầu thủ Wings. Kendrick Buckley, một tình huống mà Văn Trung đã theo sát Buckley như hình với bóng. Do vậy thì cũng đã khiến cho Văn Trung dính thêm một lỗi cá nhân. Lỗi cá nhân vừa rồi sẽ là lỗi cá nhân thứ tư của Trần Văn Trung. Một cầu thủ thường xuyên kết thúc trận đấu sớm hơn các đồng đội của mình. Do vậy khi chạm trán với một đội bóng như Sài Gòn Heat thì có lẽ sẽ có những cầu thủ phải chấp nhận việc dính foul trouble. Sài Gòn Heat có những cá nhân quá tốt như Kendrick Buckley, như Hassan Thomas. Và việc theo kèm những cầu thủ như thế này là một công việc quá đỗi khó khăn với bất kỳ ngoại binh nào, chưa nói đến những nội binh như Trần Văn Trung. Hiệp 3 sẽ còn 1 phút 12 giây. Có vẻ như các trọng tài sẽ review lại tình huống này. Rõ ràng là Văn Trung đã đi vào đường chạy của Kendrick Buckley. Có thể các trọng tài sẽ xem lại tay trái của Văn Trung có va chạm với đầu của Buckley hay không.
này thì cả commissioner của trận đấu cũng đã ra để xem lại băng hình ở tình huống và giúp các trọng tài có được phương án xử lý tốt nhất. Vẫn là một tình huống lỗi cá nhân thông thường của Trần Văn Trung mà thôi. Phong biên và thời gian thi đấu còn lại của hiệp 3 là 1 phút 8 giây. Phú Vinh, Hassan Thomas chống trải. Đó là điểm số thứ 5 của Hassan Thomas trong trận đấu này. Sao Hit đã có điểm số thứ 60. Jeremy Smith. Tiếp tục là Smith. Kích ra, góc không độ. Cú ném của Lê Trần Đăng Huỳnh không thành công. Bóng trở lại tay của số 15. Đây là Jeremy Smith. Hiện tại Phạm Minh Tài đột phá, đường truyền tốt cho Sắc Dục. Và Sắc Dục ôm rổ. N1 dành cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. 2 điểm. Cùng với đó là một pha ném phạt. Một cú rổ vô cùng quan trọng của Sắc Dục vào thời điểm này. Lỗi rõ ràng của Phú Vinh. Phạm Hiện Tài trong ngày trở lại đội hình của Hồ Chí Minh City Wings sau liên tiếp những trận đấu vắng mặt vì chấn thương cổ chân đã đánh dấu màn chào sân của mình bằng một đường kiến tạo. Và Sang Nhúc cũng đã có pha ném phạt thành công. Cách biệt vẫn là 15 điểm và bóng đang trong tay của các thủ Sài Gòn Heat. Trên lưới đồng hồ tới 10 giây nên họ có khá nhiều lựa chọn và quyết định ném nhanh của Hassan Thomas. Đó, cú ném không thành công. Và bây giờ sẽ là hơn 15 giây còn lại cho các thủ Hồ Chí Minh City Wings để set up một pha tấn công cuối cùng của hiệp đấu này. Bây giờ thì thời gian tấn công là 7 giây. Nếu như kết thúc hiệp đấu bằng một cú ném 3 điểm thì đó sẽ là một cú hích rất lớn về mặt tinh thần. Một tình huống phạm lỗi của Hassan Thomas. Và giờ là lỗi cá nhân thứ 4 của số 0 bên phía Sài Gòn Heat. Sẽ có ném phạt dành cho Jeremy Smith, hai quả ném phạt. Một tình huống phạm lỗi khá thô của Hassan Thomas. Mọi trọng tài đều sẽ cắt còi và thổi phạt Thomas ở những tình huống như thế này. Sau hai quả ném phạt của Jeremy Smith, thời gian sẽ còn 2,7 giây cho hiệp thi đấu thứ 3. Trước đó thì các trọng tài đã quên bấm thời gian nên khoảng thời gian còn lại lúc này là 2,7 giây. Sẽ có hai quả ném phạt dành cho Jeremy Smith. Sáu dành cho Wings. Bây giờ cũng là điểm số thứ 16 của Jeremy Smith. Anh thực hiện thành công toàn bộ 7 quả ném phạt kể từ đầu trận tới giờ. Hãy cùng xem liệu Sài Gòn Heat có kịp thực hiện thêm một cú ném trước khi kết thúc hiệp đấu hay không. Bắt buộc phải là một pha ném bóng từ sân nhà và không có điểm số cho Hassan Thomas. Hiệp đấu thứ 3 đã kết thúc và lúc này cách biệt phần nào đó đã được rút ngắn cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Đồng nghĩa họ vẫn còn những hy vọng, cho dù hy vọng đó thực sự là vô cùng mong manh.
những hy vọng đang trở lại với các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings khi họ rút ngắn cách biệt xuống còn 13 điểm sau hiệp thi đấu thứ ba. Jeremy Smith lúc này đang có 17 điểm và chắc chắn huấn luyện các cầu thủ cũng như các cổ động viên của Hồ Chí Minh City Wings đang mong chờ vào một màn trình diễn bùng nổ của Jeremy Smith trong hiệp đấu cuối cùng để giúp cho Hồ Chí Minh City Wings mở rộng hơn cánh cửa tới vòng playoff. Nếu như giành chiến thắng trong trận đấu hôm nay thì Hồ Chí Minh City Wings sẽ rút ngắn cách biệt trên bảng xếp hạng với Nha Trang Dolphins xuống chỉ còn một game thắng mà thôi. Và trong một mùa giải mà Hồ Chí Minh City Wings đã thắng Nha Trang Dolphins với 2 game thì hy vọng đi tiếp của City Wings sẽ mở ra rất lớn. Lúc này thì Sài Gòn Heat đang có 2 cầu thủ dính buôn lỗi cá nhân, đó là Hassan Thomas và Tim Weah. Hôm nay thì Tim Weah đã có mặt trên sân. Tim Weah sẽ cần phải giữ lỗi thật tốt, bởi mặc dù Sài Gòn Heat vẫn đang dẫn trước nhưng mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh nếu như họ mất đi những cầu thủ quan trọng trong đội hình của mình. Cú ném của Hoàng Tú không thành công nhưng rebound thuộc về cao thủ Sài Gòn Heat. Họ sẽ có cơ hội để thực hiện thêm một pha tấn công nữa với 14 giây. Andrew Buckley đường truyền của Lê Quang không được. Sang Nhúc là người đã lấy bóng lại cho City Wing. Và bây giờ là Vincent Nguyễn không có 3 điểm. Vincent Nguyễn đang là một trong 6 cầu thủ có nhiều cú ném 3 điểm thành công nhất tại VBA tính tới lúc này với 33 tình huống dứt điểm thành công. Đây là cầu thủ Sài Gòn Heat, Tim Weah đường truyền cho Hoàng Tú, trả ngược ra cho Tim Weah. Tim Weah bây giờ đã nhát tay hơn rất nhiều. Control Buckley không thể kích ra, anh đã để mất bóng. Một tình huống thủ tốt của cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Trong những trận đấu của mình thì Control Buckley thường bùng nổ trong 3 hiệp đầu tiên, nhưng đến hiệp 4 thì có lẽ phần nào đó thể lực giảm sút khiến cho Control Buckley không còn có được những đóng góp ấn tượng giống như ở những hiệp đầu. Cơ hội cho Sang Nhúc và đó là 2 điểm. City Wing đã rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 11 và rõ ràng cơ hội của họ ngày hôm nay là vẫn còn. Trước đó chúng ta cũng phải dành lời khen cho Phạm Huyền Tài. 2 pha kiến tạo liên tiếp của Huyền Tài dành cho Sang Nhúc. Phản công nhanh, Lê Trần Thắng Huỳnh đột phá 2-1. Và có end one ở tình huống này. Lê Trần Thắng Huỳnh đem về điểm số và sau đó sẽ là một cú ném phạt nữa. Cái việc bây giờ chỉ còn là một chữ số mà thôi. Hassan Thomas không thể ngồi ngoài quá lâu nữa rồi. Có vẻ như anh sẽ trở lại sân ngay lập tức. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Hai cầu thủ của Sài Gòn Heat không thể ngăn cản một mình Lê Trần Đăng Huỳnh. Cú ném phạt không thành công của cầu thủ gốc Vũng Tàu và Sắc Nhúc cũng đã phạm lỗi với Tim Weah. Tim Weah tỏ ra rất đau. Đã có va chạm giữa cầu thủ mang áo số 30 bên phía Sài Gòn Heat và cầu thủ mang áo số 10 bên phía City Wings. Tim Weah đang phải nhờ các đồng đội để có thể đứng dậy. Chúng ta cùng xem lại bóng này một lần nữa. Động tác tay của Yevhen Sắc Nhúc là hơi thừa. Và bây giờ thì Tim Weah đang tập tễnh rời sân. Tim Weah đã trải qua giai đoạn đầu mùa giải không thể thi đấu vì chấn thương lưng, cụ thể là thoát vị đĩa đệm. Và khi vừa mới trở lại không lâu thì bây giờ anh lại dính một chấn thương ở phần cổ chân. Tim Weah được cho ra ngoài và khoảng thời gian phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn cho Sài Gòn Heat. Họ vẫn đang là đội bóng dẫn trước nhưng khoảng cách giờ chỉ còn là 9 điểm. Hassan Thomas trả bóng lại từ Lê Quang. Hassan Thomas, 2 điểm cho Hassan Thomas. Những điểm số quan trọng. Đó là những điểm đầu tiên của Sài Gòn Heat trong hiệp đấu thứ 4. Giờ về Sang Nhúc. Đường truyền tới tay của Vincent, rất nỗ lực. Vincent sẽ được ném phạt.
cơ hội để Hồ Chí Minh City Wings một lần nữa rút ngắn cái biệt xuống còn một chữ số. Vincent Nguyên ném phạt gần như là hoàn hảo trong mùa giải năm nay. Mùa này anh đang dẫn đầu VBA với hiệu suất ném phạt lên đến 92,1%. Anh thực hiện tổng cộng là 38 quả ném phạt từ đầu mùa giải và chỉ trượt có 3 lần mà thôi. Và đây là lần thứ 4 ném phạt không thành công của Vincent. Một trận đấu mà Vincent chắc chắn là bị bào mòn về mặt thể lực hơn rất nhiều so với những trận đấu trước đó, khi anh phải tranh chấp ở trên không với rất nhiều cầu thủ khác. Do vậy thì ném phạt thứ 2 đã trở lại quỹ đạo đối với cầu thủ Việt Kiều này. Phú Vinh, Central Buckley, đường truyền của Buckley tới thẳng vị trí của Jeffrey Sang Nhúc. Sang Nhúc đột phá và cú ấm rổ ấn tượng của Sang Nhúc bằng một tay. Cổ động viên của Hồ Chí Minh City Wing đang tỏ ra rất phấn khích khi mà đội bóng của họ đang cho thấy những dấu hiệu trở lại cực kỳ mạnh mẽ. Hassan Thomas một pha fadeaway không thành công. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Đã có lỗi kéo tay. Tình huống lỗi kéo tay thuộc về Dư Minh An. Anh đã va chạm với Vincent Nguyễn. Và đó cũng sẽ là lỗi cá nhân thứ tư của Dư Minh An. Rất nhiều cầu thủ trong đội hình của Sài Gòn Heat đang có foul trouble. Chúng ta có thể nghe rõ những tiếng hô vang City Wing. Hy vọng playoff sẽ được thắp sáng cho City Wing nếu như họ đánh bại được một trong đội bóng đang dẫn đầu VBA lúc này là Sài Gòn Heat. Nhưng chặng đường vẫn còn rất dài. Đường truyền của Sang Nhúc hiện tại. Phú Vinh sẵn sàng để yểm trợ cho Hassan Thomas. Hassan Thomas không dám thủ quá nhiệt và Jeffrey Sang Nhúc biết rõ điều này. Đó là hai điểm tiếp theo của cầu thủ người Ukraine. Cán cân về mặt tinh thần đang nghiêng về phía các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings vào lúc này. Hassan Thomas. Đây là Dư Minh An. Có yểm trợ từ Phú Vinh. Dư Minh An đột phá. Đã có lỗi từ trước đó. Tình huống dứt điểm sẽ không được tính và sẽ chỉ có pha bóng biên dành cho các cầu thủ Sài Gòn Heat. Có lẽ đã có lỗi của các cầu thủ Wings đối với Nguyễn Đình Phú Vinh. Lỗi của Lê Trần Đăng Huỳnh. Một tình huống mà Jeremy Smith đã không để ý tới đường bóng và Kendrick Buckley đã tận dụng được lợi thế. Nếu tôi không nhầm thì đây cũng là lỗi cá nhân thứ tư của Jeremy Smith. Trận đấu đang trở nên hết sức hấp dẫn. Khi mà Hồ Chí Minh City Wing thắp sáng hy vọng lội ngược dòng của mình, thì Sài Gòn Heat vừa có một tình huống ghi điểm quan trọng của Kendrick Buckley. Cú ném phạt cũng thành công. Đó là 3 điểm đến từ Buckley, cùng với việc lấy được thêm một lỗi của Jeremy Smith. Một lỗi cá nhân sẽ khiến cho Jeremy Smith cũng không thể thi đấu quá năng nổ ở những phút sắp tới. Sạc Nhúc. Cú ném nhanh. 3 điểm rất ngọt ngào của Lê Trần Đăng Huỳnh. Lê Trần Đăng Huỳnh cũng đã có 11 điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Đăng Huỳnh đang có phong độ rất cao ở những trận đấu gần đây. Và anh đang cho thấy tại sao huấn luyện viên Olsen lại tin tưởng mình tới vậy. Hassan Thomas. Dư Minh An. Bài hòn của cầu thủ Sài Gòn Heat. Phòng ngự tốt tới từ Jeremy Smith. Và các cầu thủ Sài Gòn Heat chỉ còn 4 giây để tấn công mà thôi. Có lẽ không nhiều cổ động viên nghĩ tới một kịch bản hấp dẫn như thế này ở 4. Sau một hiệp 2 thi đấu không tốt chỉ với 6 điểm thì Hồ Chí Minh City Wings đang trở lại. Jeremy Smith phối hợp không tốt với những người Sang Nhúc. Hoàng Tú đã tự mình sửa sai và liệu anh có thể làm được tốt hơn nữa hay không? Dư Minh An khoảng trống ở góc 45 độ cho Hassan Thomas, nhưng cú ném lại chỉ tìm thấy vành rổ mà thôi. Và bây giờ cơ hội lại đến với cầu thủ City Wings. Jeremy Smith đột phá. Hai cầu thủ đã xin bóng bên phía cánh trái nhưng Jeremy Smith quyết định
Hòa Bình tấn công. Đã có tín hiệu xin tham vào. Khoảng cách giữa đội bây giờ chỉ còn là 4 điểm. Có một chút gì đó rụt rè trong khâu phòng ngự ở dưới rổ của các cầu thủ Sài Gòn Heat. Nhất là khi mà Hassan Thomas đang dính bốn lỗi, còn Phú Vinh cũng không muốn rơi vào lỗi cá nhân thứ tư. Một tình huống dứt điểm rất tốt bằng tay trái, tay thuận của Smith. Niềm vui đến với những cổ động viên tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. Hồ Chí Minh City Wings đã thắng tới 3 trận đấu gần nhất của họ đều trên sân nhà. Và nếu như có thêm chiến thắng thứ tư liên tiếp trên sân nhà thì chắc chắn là cuộc đua playoff sẽ cực kỳ hấp dẫn. Lúc đó thì các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings sẽ có 7 chiến thắng, Giang Châu Dolphin sẽ có 8 trận thắng, Thăng Long Warriors sẽ có 9 game thắng. Một cuộc đua cực kỳ hấp dẫn dành cho một vị trí trong top 4. Các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đã khởi đầu mùa giải năm nay không tốt. Họ chỉ thắng 2 trong số 4 trận đấu đầu tiên, 2 trong số 6 trận đấu đầu tiên tại VBA năm nay. Và sau đó thậm chí còn phải thay người vì Amir Williams dính chấn thương. Nhưng sự nổi lên của Jaeger Sang-Yuk cũng như các nội binh như Lê Trần Đăng Huỳnh đang giúp cho Hồ Chí Minh City Wings lấy lại phong độ. Bóng trong tay của Hoàng Tú. Sẽ là khoảng thời gian nửa cuối hiệp 4 rất hấp dẫn. James Smith không cướp được bóng của Kendrick Buckley. Phú Vinh có đủ khoảng không cho Phú Vinh và 3 điểm được ghi. Tiếp tục là một pha ghi điểm quan trọng của các thủ Sài Gòn Heat. Phú Vinh là như vậy, vào những thời điểm rất quan trọng thì Phú Vinh thường lên tiếng với những cú ném 3 điểm lạnh lùng. Đường chuyền tốt của Sang-Yuk, Vi Sơn Nguyên đã có thể kích ra. Phạm Hiền Tài thêm một đường chuyền nữa, có khoảng trống cho Lê Trần Đăng Huỳnh. Không được. Bây giờ Kencho Buckley. Kencho Buckley đang tiến về phía rổ của Hồ Chí Minh City Wings và không ai cản được KB. Ở trận đấu giữa hai đội tại nhà thi đấu Cầu Giấy thì Kencho Buckley có 24 điểm, còn ngày hôm nay điểm số của anh lúc này đã là 28. Có phối hợp giữa Jeremy Smith và Jeremy Sang-Yuk, có 2 điểm cho Jeremy Smith. Hồ Chí Minh City Wings vẫn đang bám đuổi rất sát với Sài Gòn Heat. Sài Gòn Heat có 5 điểm liên tiếp nhờ Phú Vinh và Kencho Buckley. Thì bây giờ các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đáp trả lại. Đường chuyền dành cho Phú Vinh, đã có lỗi của Hiền Tài nhưng không ngăn được điểm số. Đó là kịch bản dở nhất có thể cho Phạm Hiền Tài. And one, 2 điểm cho Phú Vinh và kèm theo đó sẽ là một quả ném phạt. Phú Vinh đã có những điểm số quá quan trọng để ổn định tình hình cho Sài Gòn Heat. Phong độ hiện tại thì có lẽ là danh hiệu nội binh xuất sắc nhất mùa giải khó lòng thoát khỏi tay của Nguyễn Minh Phú Vinh. Và bây giờ thì Sài Gòn Heat đã lấy lại cách biệt 2 chữ số. Đây là Jeremy Smith. Còn lỗi của Hoàng Tú, đó cũng là lỗi đồng đội thứ 4 của Sài Gòn Heat trong hiệp đấu này. Kể từ điểm này thì bất cứ lỗi cá nhân nào cũng sẽ dẫn tới những quả ném phạt. Và sẽ có một số lỗi cá nhân của một số gương mặt cụ thể sẽ khiến họ phải kết thúc trận đấu. Tất cả các cầu thủ trên sân bây giờ đều phải giữ lỗi thật tốt. Chúng ta đang bước vào khoảng thời gian quan trọng của trận đấu này. Rất đáng tiếc cho City Wings khi họ có những sự lơi lỏng nhất định và để cho Phú Vinh liên tiếp ghi điểm và kéo giãn khoảng cách. Đã có lúc Hồ Chí Minh City Wings rút ngắn khoảng cách với Sài Gòn Heat xuống chỉ còn 4 điểm. Nhưng bây giờ cách biệt lại là 10. Chúng ta cùng xem lại những pha xử lý rất tốt của Jeremy Smith. Có vẻ như Jeremy Smith không quá quan tâm đến việc anh đã có 4 lỗi cá nhân. Còn đây là cú 3 điểm quan trọng
để giúp Sài Gòn Heat vẫn giữ được lợi thế của mình. Và tình huống tiếp theo cũng mang về 3 điểm và vẫn là Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. 6 điểm liên tiếp để đưa cách biệt từ 4 lên 10. Và thời gian thì đang bị thu hẹp lại với các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing. Giờ về Sang Nhúc tính tới thời điểm này đã có cho mình 15 điểm. Và anh chắc chắn sẽ là điểm tựa dành cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings để họ có thể nghĩ về cách biệt, việc rút ngắn cách biệt 10 điểm trong quãng thời gian còn lại. Bóng được đưa cho Vincent Nguyễn. Trên mặt đang là Hoàng Tú. Đó là Vincent Nguyễn. Đột phá. Pha lên rổ thành công của Lê Trần Đăng Huỳnh. Cú thả rổ tốt. Và bây giờ City Wing cần phải phòng thủ được những đợt tấn công của Sài Gòn Heat. Hassan Thomas. Bóng tới tay của Phú Vinh. Bây giờ là Kendrick Buckley đột phá trước mặt của Jerry Smith. Không để dứt điểm thành công. Can thiệp tốt tế từ Yves Sagnyuk. Phản công cho các cầu thủ trong City Wings. Cú ném ngay. Cú ném sọt của Phạm Hiền Tài. Và bây giờ Hồ Chí Minh City Wings đang rút ngắn cách biệt. Tỷ số giờ là 68-73. 5 điểm mà thôi. Phạm Hiền Tài có thể nói đã tự sửa sai cho tình huống phạm lỗi với Phú Vinh trước đó bằng một cú ném 3 điểm. Rõ ràng mọi thứ vẫn đang là cực kỳ hấp dẫn trong trận đấu này. Tony Hoàng Tú bị block rồi. Đó là Yves Sagnyuk. Một tình huống block mạnh mẽ của Yves Sagnyuk. Một cú đánh thẳng vào tinh thần của Sài Gòn Heat và cho thấy Hồ Chí Minh City Wing thực sự là vẫn còn rất nhiều cơ hội của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Quá ngây thơ. Hoàng Tú không hề để ý đến những cầu thủ xung quanh mà chỉ tập trung vào pha lên rổ của mình. Và đó không phải là một lựa chọn an toàn. Và có cú block thứ 3 của Yves Sagnyuk trong trận đấu này. Và cú block thứ 3 thực sự đã gửi trái bóng đi tới một chiều không gian khác. Bây giờ quãng thời gian là 6 giây tấn công dành cho các cầu thủ Sài Gòn Heat. Cách biệt là 5 điểm mà thôi. Two possession game. Dư Minh An có bóng chuyền cho Hassan Thomas. Hassan Thomas đột phá thay vì dứt điểm như thường lệ. Hassan Thomas dứt điểm không thành công nhưng Kendrick Buckley đã có mặt ở đó để bù rổ. Đồng hồ đã được reset để pha xử lý của Kendrick Buckley là một tình huống ghi điểm hợp lệ. Jeremy Smith bị mất bóng rồi. Dư Minh An 3-1, làm gì đây, đường chuyền không thành công. Kendrick Buckley đã khá cẩn thận nhưng không thể ghi điểm trong vòng này. Giờ là Vincent Nguyễn với cú ném từ xa, bóng tráng rổ đi ra ngoài. Chuyện diễn biến cực kỳ hấp dẫn tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương vào lúc này. Đây là Dư Minh An, Buckley xin bóng, anh muốn có bóng từ giữa sân. Buckley đột phá, phải chuyền rồi. Đây là Hoàng Tú, Dư Minh An đang trống. Đường chuyền của Phú Vinh cho Dư Minh An. Hassan Thomas không thể vượt qua được Sagnyuk. Và cú dứt điểm cũng không ăn. Bây giờ bóng trong tay của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Về Sagnyuk on step đã bị block từ phía sau nhưng Jeremy Smith đã có mặt. Điểm số thứ 70 cho Hồ Chí Minh City Wings. Quá hấp dẫn và kịch tính. Liên tiếp là những tình huống chơi hay của cầu thủ hai bên. Thời gian còn 1 phút 22 giây và cách biệt 5 điểm vẫn chưa thể là một cách biệt an toàn. Kendrick Buckley rất cố gắng. 2 điểm cho Kendrick Buckley. Jeremy Smith vừa rồi bất lực. Anh hiểu rằng chấp nhận để Kendrick Buckley ghi điểm còn hơn là mình có nguy cơ bị mắc lỗi và phải ra ngoài. Và Jeremy Smith có thể sẽ đổi về những điểm số cho Hồ Chí Minh City Wings chăng? Vincent Nguyễn khoảng trống cho Phạm Hiền Tài. 3 điểm của Phạm Hiền Tài. Rất tay. Phạm Hiền Tài vào sân ở quãng thời gian cuối hiệp thi đấu thứ 3. Và bây giờ anh đang thực sự là một điểm mấu chốt để giúp cho các thủ Hồ Chí Minh City Wings rút ngắn cách biệt. Bây giờ là Kendrick Buckley cũng ném xa không thành công. Rebound tốt của Yves Sagnyuk. 1 phút cuối của hiệp đấu thứ 4 và bóng đang trong tay của City Wings. Jeremy Smith quá hay, ngoài tầm với của một cầu thủ có sải tay rất dài như Nguyễn Đình Phú Vinh. 75-77. Và chắc chắn là với khoảng cách này và thời gian này thì City Wing không cần phải hack foul.
Họ sẽ tập trung phòng thủ trong tình huống tấn công này của Sài Gòn Heat trước khi nghĩ tới cơ hội của mình. Hassan có cướp bóng của Vincent Nguyên. Vincent Nguyên phản công. Dẹp ngang sang Nhung. Còn đủ thời gian. Chỉ Thị Huỳnh không cần phải quá vội. Họ sẽ làm gì đây với tình huống này khi khoảng cách là 2 điểm. Dẹp ngang sang Nhung. Vẫn còn. Cơ hội hiện tại. Không được rồi. Có lẽ phải phản lối ngay thôi. Đó là cơ hội để hiện tại có thể gỡ hòa cho Hồ Chí Minh City Wings. Và chúng ta hiểu được cho cái ôm đầu tiếc nuối của cầu thủ mang áo số 46. Ngay lập tức thì City Wings phải phạm lỗi. Và những quả đánh phạt tiếp theo sẽ là cực kỳ quan trọng. Khi mà cách biệt lúc này là 2 điểm và thời gian trên đồng hồ hiện giờ là 3,8 giây. Đã có cơ hội để hiện tại trở thành người hùng. Nhưng tình huống dứt điểm của anh thực sự là hơi ổ tình huống như thế này. Có vẻ như anh e ngại một áp lực phòng ngự nào đó tới từ Hassan Thomas hoặc Nguyễn Đình Phú Vinh. Trước đó thì Kencho Buckley cũng đã có một tác động tốt để khiến cho hiện tại không thể kiểm soát trái bóng như ý muốn. Thực sự là những diễn biến vô cùng kịch tính. Từng hành động, từng quyết định của mỗi cầu thủ trên sân đều có thể dẫn tới những kết cục khó lường. Cú ném phạt của Hassan Thomas, cú ném phạt trượt. Và điều đó đồng nghĩa là cơ hội vẫn còn cho Hồ Chí Minh City Wings. Trong ngày thi đấu không tốt của Hassan Thomas, anh chỉ thực hiện thành công 2 trên 19 tình huống dứt điểm từ đầu trận. Và trong cú ném phạt đầu tiên ở trận đấu này, Thomas dứt điểm cũng không thành công, còn 3,8 giây. Nếu như Thomas dứt điểm thành công thì sẽ là hội ý cho Hồ Chí Minh City Wings để họ có thể đưa bóng lên giữa sân và tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên nếu như Hassan Thomas thành công thì bắt buộc Hồ Chí Minh City Wings sẽ phải xét một bài ném 3. Hassan Thomas đã làm được ít nhất là như vậy. Nếu như thành công cả hai quả ném phạt thì gần như là dấu chấm hết cho City Wings. Nhưng Hassan Thomas ném thành công 1 trên 2 thì cũng đã đẩy City Wings vào một thế khá khó, thì họ sẽ phải hướng tới một cú ném 3 điểm. Và đồng hồ thì chỉ còn lại 3,8 giây mà thôi. Còn nhớ ở trận đấu với Nha Trang Dolphins, những cú ném phạt thỏng ăn của Buckley và sau đó là của chính Hassan Thomas đã khiến cuộc đọ sức đi vào tới hiệp phụ. Và lúc đó thì Sài Gòn Heat đã để thua trận đấu thứ hai của mình từ đầu giải. Bây giờ thì các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings có cơ hội để bước vào hiệp phụ một lần nữa. Và rõ ràng thì Hồ Chí Minh City Wings không ngại việc phải đấu thêm giờ. Trong cả hai trận đấu phải đấu thêm hiệp phụ ở mùa giải năm nay, Hồ Chí Minh City Wings đều thắng. Họ đã đánh bại Kentucky Fish và cách đây ít ngày là đánh bại được Thăng Long Warriors. Chắc chắn là với bối cảnh hiện tại thì Hồ Chí Minh City Wings không ngại phải thiếu hiệp phụ. Vì thà có hiệp phụ còn hơn là thất bại. Nhưng liệu họ có đưa được Sài Gòn Heat vào hiệp phụ hay không thì mới là vấn đề. Đang có những chỉ đạo từ huấn luyện viên Eric Olsen. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi tình huống xét bài của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Thời gian còn lại chỉ là 3 giây mà thôi. Đủ thời gian để các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings xét một bài ném xa. Các cầu thủ Sài Gòn Heat thì không cần đến toàn bộ 1 phút hội ý. Họ đã có mặt ở trên sân và sẵn sàng chờ đợi các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Có lẽ việc của Sài Gòn Heat khá đơn giản. Huấn luyện viên Mark Van Pelt sẽ chỉ đạo các cầu thủ của mình bắt chặt những shooter ở vòng ngoài của City Wings và chấp nhận cho đối thủ có thể thực hiện những pha ghi 2 điểm. Vincent Nguyễn hay Jeremy Smith sẽ là những cầu thủ cần phải được dành sự quan tâm nhiều nhất từ các hậu vệ, từ các cầu thủ phòng ngự của Sài Gòn Heat. Sắc Nhục cũng sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đi screen và tạo ra khoảng trống cho các đồng đội. Bây giờ các trọng tài sẽ xem lại để xem còn bao nhiêu thời gian cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Từng tích tắc lúc này đều rất quý cho đội chủ nhà. Phạm Hiền Tài sẽ là người phát bóng ở yên dành cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Rất hồi hộp, không thể ngồi yên nữa rồi. Trên sân của mình lúc này là Lê Trần Đăng Huỳnh, là Hiền Tài, là Sắc Nhúc,
là Jeremy Smith và đương nhiên là cả Vincent Nguyễn nữa. Pha bóng biên hiện tại tìm thấy Jeremy Smith, cú ném khó của Smith, cú ném thành công. Và bây giờ thì các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đã cân bằng tỷ số 78-78. Vâng, nhà thi đấu Hồ Xuân Hương bùng nổ với pha xử lý vừa rồi của Jeremy Smith. Có thể nói là Sài Gòn Heat cũng đã làm tốt nhất những gì có thể. Phú Vinh đã cố chặn mọi ngả đường chuyền bóng mà anh có thể làm được với cơ thể to lớn của mình. Tuy nhiên, vẫn còn một kẽ hở và ở một vị trí cũng không hề đơn giản thì Jeremy Smith vẫn có thể thành công. Trước mắt chúng ta rất có thể sẽ là hiệp phụ, nhưng trước đó thì Sài Gòn Heat vẫn còn một chút thời gian, còn hơn một giây. Tiếp tục là khoảng thời gian hội ý. Và bây giờ thì đến lượt Sài Gòn Heat sẽ là những người phải đau đầu hơn với tình huống hội ý này. Nếu như họ muốn dứt điểm trận đấu ngay trong thời gian thi đấu chính thức, chúng ta cùng xem lại pha xử lý rất tốt ở góc không độ của Jeremy Smith. Và đây là sự chờ đợi của những cầu thủ dự bị bên phía City Wing. Họ đã được bùng nổ với một khoảnh khắc tuyệt vời của Jeremy Smith. Thực sự là sởn gai ốc với một cú ném như vừa rồi. Một tình huống mà tưởng chừng như là các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings thậm chí là bể bài. Jeremy Smith rơi vào thế rất khó. Nhưng anh đã tung ra một cú ném 3 điểm không tưởng. Góc phòng độ, khoảng trống gần như là không còn. Chỉ còn một chút kẽ hở mà thôi. Nhưng kẽ hở đó là đủ để Jeremy Smith cân bằng tỷ số. Nhưng vẫn còn thời gian trong trận đấu này. Vẫn còn thời gian trong hiệp đấu này. Chúng ta cùng xem là điều gì sẽ xảy ra trong ít giây còn lại. 28 điểm, 5 rebound, 5 kiến tạo. Cho dù trong những phút cuối của hiệp đấu thứ tư thì Jeremy Smith thi đấu với áp lực của việc chỉ cần mắc thêm một lỗi nữa thôi thì anh sẽ phải ra ngoài. Nhưng Jeremy Smith vẫn quá lạnh lùng và quá chuẩn xác. Và nếu như ngày hôm nay Hồ Chí Minh City Wings giành chiến thắng thì danh hiệu MVP sẽ khó có thể thoát khỏi tay của Jeremy Smith. Còn tất nhiên với Sài Gòn Heat, Kenchel Buckley là gương mặt nổi bật nhất trên sân. Nhưng các đồng đội của anh ngày hôm nay, đặc biệt là Hassan Thomas, đã thi đấu có phần dưới sức. Rõ ràng những quả ném phạt vẫn là chìa khóa quan trọng trong những khoảng thời gian crunch time. Một lần nữa vẫn là cái tên Hassan Thomas. Nếu như hai quả ném phạt của Hassan Thomas đều thành công thì có thể nói là 99% chiến thắng đã thuộc về Sài Gòn Heat ngay từ thời gian thi đấu chính thức. Bởi 4 điểm cách biệt với chỉ 4 giây thi đấu còn lại gần như là không thể cho City Wing. Nhưng Hassan Thomas chỉ thành công một quả ném phạt mà thôi. Và ở một kẽ hở rất hẹp thì Hồ Chí Minh City Wing đang ở rất gần với việc kéo được Sài Gòn Heat vào hiệp phụ. Còn 2,2 giây nữa. Như vậy là Hồ Chí Minh City Wing cũng chỉ mất khoảng 2 giây để thực hiện thành công một cú ném 3 điểm. Và tất nhiên Sài Gòn Heat hoàn toàn có thể làm được một điều tương tự. Và họ thậm chí còn không cần phải hướng tới một cú 3 điểm. Câu được lỗi của đối thủ cũng là đủ, gần như là đủ. Và hãy cùng xem tình huống tấn công này của các thủ Sài Gòn Heat. Phú Vinh thực hiện một pha inbound, cơ hội cho Kenchel Buckley, một nhịp nhá và có điểm cho Kenchel Buckley. Chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu pha ghi điểm này có kịp thời gian hay không. Kenchel Buckley rất bình tĩnh thực hiện thêm một động tác pump fake trước khi ghi 2 điểm. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem. Bảng điểm vẫn chưa thay đổi vì chắc chắn tình huống này các trọng tài sẽ review. Hồ Chí Minh City Wings đã làm tất cả những gì có thể. Nhưng đây là khoảnh khắc của một ngôi sao. Không có một cầu thủ nào bên phía Hồ Chí Minh City Wings đủ cao để chắn tầm nhìn của Phú Vinh. Và Phú Vinh đã tận dụng rất tốt chiều cao của Kenchel Buckley dưới rổ. Bây giờ thì các trọng tài sẽ xem lại băng hình. Thời gian sẽ bắt đầu kể từ khi mà Kenchel Buckley tóm được trái bóng. Và bây giờ thì các trọng tài đang hội ý. 2 điểm được tính. Điểm số được tính cho các cầu thủ Sài Gòn Heat. Và bây giờ thì
Hồ Chí Minh City Wings tận dụng nốt quyền hội ý cuối cùng và họ vẽ ra một bài đánh, và họ sẽ phải đánh trong 0,4 giây vẫn có thể làm được. Đây là điều chắc chắn. Chúng ta cũng đã từng thấy những bài đánh trong khoảng thời gian chưa tới 1 giây thành công, và điều đó đã từng xuất hiện trong những mùa giải gần đây ở NBA. Và một trong đội làm tốt nhất trong những bài tấn công trong tích tắc như thế này là Toronto Raptors. Chúng ta cùng chờ xem liệu City Wing có thể thực hiện được một pha bóng đẳng cấp NBA ở nhà thiếu Hồ Xuân Hương hay không. Trước đó thì Kendrick Buckley đã có một pha bóng quá hay rồi. Đây là một tình huống của một cầu thủ đẳng cấp G League. Và giờ thì các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings sẽ phải nghĩ về việc đưa pha bóng của mình lên một đẳng cấp cao hơn thế. 0,4 giây gần như là thời gian tối thiểu để tung ra một cú jump shot. Họ có thể lựa chọn một phương án khác, đó là một pha tiếp bóng. Tuy nhiên về vấn đề chiều cao thì lúc này họ lại không có được lợi thế so với các cầu thủ Saigon Heat. Chính xác là như vậy. Có lẽ nếu 0,4 giây muốn xếp một tình huống tiếp bóng thì chính Saigon Heat là những người sẽ có cơ hội cao hơn. Pha bóng vừa rồi của Kendrick Buckley và Phú Vinh, nếu như thời gian cận kề hơn thì có lẽ Kendrick Buckley cũng có thể thực hiện một tình huống xử lý nhanh như vậy. Nhưng chúng ta thấy khả năng kiểm soát thời gian của Kendrick Buckley là tốt như thế nào. Quá lạnh lùng. Và bây giờ hãy cùng chờ đợi liệu chúng ta còn thêm 5 phút nữa để theo dõi trận đấu này hay không, hay sẽ chỉ còn là 0,4 giây. Hiện tại sẽ là người inbound. Vẫn chưa thể đổ bóng vào. Jeremy Smith cần phải ném nhanh. Có lẽ không cần phải đến thời gian nữa rồi, vì đó là một cú ném không thành công. Jeremy Smith không thể lần thứ hai biến mình thành người hùng. Các cầu thủ vẫn đang chờ đợi, vì có thể tình huống này có thể có lỗi, nhưng có lẽ là rất khó. Và các cầu thủ Saigon Heat đã có thể ăn mừng. Họ cần phải chậm lại một chút để không bị hớ trong một ngày thi đấu quá cảm xúc, và tinh thần của các cầu thủ đều đã bị thử thách tới giới hạn. Cuối cùng thì Saigon Heat cũng đã vượt qua được người hàng xóm Hồ Chí Minh City Wing trong một trận đấu mà khi kết thúc hiệp 3, rất nhiều người có lẽ đang nghĩ rằng hiệp đấu thứ 4 sẽ không còn quá khó khăn. Nhưng cuối cùng Saigon Heat cũng phải chờ tới những tích tắc cuối cùng, thậm chí là chờ tới sau khi trận đấu kết thúc thì mới có thể yên tâm ăn mừng. Một ngày thi đấu không tốt của Hassan Thomas, và điều đó suýt chút nữa khiến cho các cầu thủ Saigon Heat có trận thứ hai liên tiếp phải rơi về phụ. Nhưng rồi những phút tỏa sáng của Phú Vinh, những phút tỏa sáng của Kendrick Buckley đã đưa trận đấu trở lại với quỹ đạo của các cầu thủ Saigon Heat. Saigon Heat giành chiến thắng thứ 11 ở mùa giải năm nay và trở thành đội bóng thứ hai chính thức có vé vào chơi ở vòng bán kết của VBA. Còn với các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings, họ trải qua một trận đấu cực kỳ vất vả và cũng rất đáng ngợi khen. Nhưng trước mắt họ sẽ là một cánh cửa hẹp hơn tới vòng playoff. Họ còn 3 trận đấu nữa và tất cả những trận đấu này đều diễn ra trên sân khách. Các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings sẽ lần lượt gặp Dolphins, gặp Dragons và gặp Saigon Heat trong 3 trận đấu cuối cùng. Trong khi đó các cầu thủ Saigon Heat trước mắt họ sẽ là chuỗi tour Malay với 5 trận trong vòng 15 ngày. Nhưng bây giờ sẽ là lúc để Saigon Heat tận hưởng chiến thắng 80-78 của mình. Quý vị thân mến, đừng vội rời màn hình vì sau đây sẽ là những pha bóng hay nhất trận đấu, cùng với đó là màn phỏng vấn MVP.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy trận đấu giữa Hồ Chí Minh City Wings và Sài Gòn Heat đã kết thúc. Chúng ta lại tiếp tục được chứng kiến thêm một trận đấu vô cùng kịch tính và hấp dẫn nữa của VBA 2023 được tường thuật trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Các cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings đã cống hiến hết mình và các cầu thủ của Sài Gòn Heat đã chứng tỏ được vì sao họ là nhà đương kim vô địch. Tất nhiên, các fan, các cổ động viên của đội bóng áo tím hoàn toàn có quyền tự hào về đội bóng của họ khi các cầu thủ của đôi cánh tím đã không dễ dàng khuất phục trước những mãnh hổ. Và ngày hôm nay, tất nhiên, đội bóng xuất sắc hơn, nhanh hơn và tận dụng được thời cơ của họ hơn, Sài Gòn Heat đã giành chiến thắng với một tỷ số rất sát sao, 80-78. Và một trong những người hùng của họ đang đứng ngay cạnh tôi, Kendrell Buckley. Congratulations. So how do you feel? How do you feel right now after the very close winning game? I feel good. The team. It was a team win. We made some big stops towards the end. When it got bad, we didn't give up. We kept fighting. So, what's the moment for you that made your heart skip a beat? When Jeremy Smith hit a corner three-point shot, I just knew we had good defense on him, and he knocked the shot down. So that's what made my heart skip a beat. So, how did you guys prepare for the upcoming game against Hang Lam Warriors? Just practicing what they do, running their plays, paying attention to the scouting report, which was try to limit Jeremy Smith on his baskets, and just playing great defense on Vincent. Thank you so much. Thank Enjoy you. The night. Thank you. Việt Nga đã hỏi họ bác hỏi Kendrell Buckley ba câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên đó là bạn cảm xúc như thế nào, cảm xúc của bạn như thế nào sau khi mà có một chiến thắng rất sát sao với đối thủ Hồ Chí Minh City Wings. Kendrell Buckley đã trả lời là tôi cảm thấy rất là tuyệt vời và khi mà chúng tôi đã có một chiến thắng như thế, đây là chiến thắng, đây là thành quả của cả đội. Câu hỏi thứ hai tôi đã hỏi là cái khoảnh khắc nào đã khiến cho trái tim anh ngừng đập trong những giây phút mà thi đấu với Hồ Chí Minh ở trên sân đấu ngày hôm nay, thì anh ấy đã trả lời rất thành thật rằng đấy là khoảnh khắc mà tôi chứng kiến Jeremy Smith ném một quả 3 điểm cân bằng tỷ số, và đấy là khoảnh khắc mà tôi không ngờ được anh ta lại xuất hiện vào thời điểm đấy và có một cú ném chính xác như thế. Lúc đấy là tim tôi như ngừng đập. Và câu hỏi cuối cùng tôi đã hỏi Kendrell Buckley đó là anh đã chuẩn bị như thế nào cho trận đấu tiếp theo, thì anh nói là chúng tôi vẫn tích cực tập luyện và chúng tôi biết đó là một đối thủ có khả năng phòng ngự rất tốt và chúng tôi sẽ tập trung khai thác những điểm yếu của họ cũng như là vô cùng đề phòng những tay ném và những đội binh, những ngoại binh chất lượng của họ. Và chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ từ anh Lê Trần Minh Nghĩa. Chắc chắn là anh cũng sẽ có rất nhiều cảm xúc để nói với chúng ta ngày hôm nay. Anh thấy thế nào về trận đấu ngày hôm nay? Có mãn nhãn hay không? Và anh thấy là kết quả có thuyết phục hay không? Thật sự là hai hiệp đấu đầu là nghiêng về Sài Gòn Heat. Tuy nhiên, hai hiệp sau thì Hồ Chí Minh City Wings đã quay trở lại bằng từ việc mà họ bắt sao, họ rebound và họ kiểm soát được tốt hơn cái cách phòng thủ Kendrell Buckley, là khiến cho Sài Gòn Heat họ bị chậm hơn trong những đợt lên bóng, và họ Kendrell Buckley không nhận được bóng nhanh từ những cái đợt lên bóng của Sài Gòn Heat, thì cái việc mà anh ta attack tấn công vào rổ thì cũng hạn chế bớt. Thì chính vì vậy là cái việc mà thành phố Hồ Chí Minh đã làm tốt hơn việc phòng thủ Kendrell Buckley là cái tiền đề để họ quay trở lại trong hai hiệp thi đấu sau và khiến cái trận đấu diễn ra rất là hấp dẫn. Và Jeremy Smith thì đúng là anh ta ném một cái quả clutch cuối cùng mà thời gian chỉ còn khoảng 3 giây của trận đấu mà anh ta thực hiện được một quả ném ở tư thế cực kỳ khó với sự theo kèm rất sát của Dương Minh An. Thật sự đó là những khoảnh khắc rất là tuyệt vời của bóng rổ. Vậy thì anh có thể chia sẻ với khán giả những thông số đặc biệt nhất, quan trọng nhất mà anh đang có trên tay được không ạ? Về cái thông số thì cái matchup ngay từ đầu đã nhận định là giữa Jeremy Smith và Kendrell Buckley là một cái cặp cầu thủ rất đáng được xem. Thì cả hai cầu thủ đều thể hiện tốt vai trò của mình trong trận đấu này. Kendrell Buckley của Sài Gòn Heat ghi được 36 điểm và anh ta có cho mình field goal là 51.9%. Và đồng thời cái assist, anh ta assist cũng là 4 lần assist cho đồng đội. Còn Jeremy Smith của City Wing thì vẫn luôn là người ghi điểm cao, tốt nhất của City Wing từ mùa đầu mùa đấu đến giờ. Anh ta ghi được 28 điểm, trong đó có 69.2 phần field goal và 1 trên 3 quả 3 điểm. Trong đó có quả 3 điểm cuối cùng là quả một trong những đối thủ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của mùa giải VBA năm nay. Để đưa trận đấu vào tức lẽ là trận đấu đã đưa vào hiệp phụ rồi. Tuy nhiên sau đó thì Sài Gòn cũng chạy bài
và Kendall Buckley đã ghi được hai điểm cuối cùng và giúp cho Sàng Hít giành lấy chiến thắng. Một cặp thi đấu nữa, đó là cặp thi đấu giữa hai đội binh của hai đội, và cái sự khác biệt nữa của City Wing trong hai hiệp đấu cuối đó là sự xuất hiện của cầu thủ hiện tại. Khi mà cầu thủ hiện tại vào sân thì cái lối đánh của City Wing bắt đầu thanh thoáng hơn. Anh ta vào và cái dấu ấn đầu tiên của anh ta là anh ta đột phá vào và truyền cho Jeff Gen sát nhút úp rổ, và sau đó có thêm một quả phạt vì Nguyễn Huỳnh Phú Vinh đã phạm lỗi, và sau đó anh ta là cầu thủ đưa cái năng lượng tự tin vào cho các đội binh khác của City Wing. Và Lê Trần Đăng Huỳnh cũng có cho mình 13 điểm, đó là một đội binh khác cần chú ý của City Wing trong trận đấu ngày hôm nay. Còn ở phía mặt trận còn lại thì Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, theo tôi thì Nguyễn Huỳnh Phú Vinh đóng góp rất nhiều cho mặt trận tấn công lẫn phòng thủ của Sài Gòn Heat trong ngày hôm nay. Anh ta khi Sài Gòn Heat đang gặp vấn đề về ghi điểm, về tấn công, khi mà Kendall Buckley đã bị kèm cặp sát hơn, thì Nguyễn Huỳnh Phú Vinh đã lên tiếng bằng hai quả clutch liên tục. Và đó là một cái bản lĩnh, tôi nghĩ là Nguyễn Huỳnh Phú Vinh thật sự đã trưởng thành và trở thành có đầy đủ bản lĩnh của một cầu thủ lớn, ghi điểm tỏa sáng đúng lúc vào những thời điểm đội bóng cần anh ta. Anh ta kết thúc trận đấu với 19 điểm, trong đó field goal 2 điểm là 85,7%, một field goal rất cao, và trong đó 3 điểm là 2 trên 6 quả 3 điểm, 33% ném 3, cũng là một cái hiệu suất rất cao của cầu thủ này. Vậy thì còn cái thông số nào khiến cho anh ấn tượng và chú ý nữa hay không? Cái thông số khiến cho tôi ấn tượng và chú ý nữa đó là cái thông số về fast break của City Wing. Hai hiệp đầu họ không có điểm số nhiều trong những pha tấn công nhanh, tuy nhiên hai hiệp thi đấu sau họ đã có 19 điểm, kết thúc trận đấu họ có 19 điểm fast break so với 25 điểm của Sài Gòn Heat. Thì khi mà họ phòng thủ được, khi mà họ ngăn chặn được Buckley, khi mà họ rebound được, thì đó là tiền đề cho việc họ có thể tấn công nhanh. Đó là lối chơi sở trường của City Wing, cũng là tấn công nhanh, và chính vì vậy họ đã có cơ hội để quay lại trận đấu. Đó là một thông số đáng chú ý nữa. Hồ Chí Minh City Wing sẽ còn một trận đấu với Sài Gòn Heat ở trên sân nhà của họ nữa. Vậy thì anh có nghĩ rằng là Hồ Chí Minh City Wings họ sẽ cần phải thay đổi điều gì và cải thiện điều gì để có thể có được hy vọng thắng lại Sài Gòn Heat trên chính sân nhà của Sài Gòn Heat? Họ cần bắt nhịp trận đấu sớm hơn, giống như cách mà Sài Gòn Heat đã bắt nhịp trận đấu ngày hôm nay. City Wings bắt nhịp trận đấu có vẻ chậm chạp hơn trong ngày hôm nay do Jeff Gen sát nhút thời điểm đầu, hai hiệp đầu thì anh ta không thể hiện được nhiều. Tuy nhiên là hai hiệp sau anh ta nỗ lực hơn trong việc bắt sao, rebound cũng như tấn công rổ để giúp cho City Wing quay trở lại trận đấu. Thì ở trận đấu kế tiếp thì City Wing cần cái sự nóng sớm hơn, nóng máy sớm hơn của Jeff Gen sát nhút, cũng đồng thời để hỗ trợ thêm cho Vincent Nguyễn và Sherry Smith trong mặt trận ghi điểm. Jeff Gen sát nhút hầu như là mất hút ở hai hiệp đấu đầu tiên, tuy nhiên hai hiệp đấu sau thì anh ta đã trở lại với những cái điểm số quan trọng dành cho City Wing. Và đặc biệt là cả rebound nữa đúng không ạ? Khả năng rebound của anh ta. Có một điểm đặc biệt nữa trong nhà thi đấu ngày hôm nay, đó là ngoài Sài Gòn Heat họ đã nhập cuộc rất sớm thì cổ động viên của họ cũng làm nóng bầu không khí rất sớm, thậm chí là còn chủ động và sớm hơn cả các cổ động viên của Hồ Chí Minh City Wings. Và có lẽ là trong những trận đấu tới thì chúng ta sẽ hy vọng rằng là cổ động viên của các đội, đặc biệt là ở sân nhà, họ sẽ cố gắng tiếp lửa thật là nhiệt hơn nữa cho các cầu thủ, bởi vì đó chính là nguồn động lực vô cùng to lớn để cho các cầu thủ của đội chủ nhà họ có thể thi đấu và thăng hoa hơn đúng không ạ? Hoàn toàn đồng ý với lại nhận định của Nga. Vâng, cảm ơn anh Nghĩa rất nhiều, và chúng ta sẽ còn quay lại với những game đấu tiếp theo. Cảm ơn quý vị khán giả đã cùng đồng hành cùng chúng tôi trong VBA 2023. Phía trước còn rất nhiều trận đấu hấp dẫn, đừng bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.